Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Tương 191, lão không chỗ theo, có điều lần này chiêu dương ngược lại là rất tốt bụng thay bùi huyên giải thích, bị thương nặng như vậy, có thể giữ được tính mạng đã là vạn hạnh, ta gặp phải hắn thời điểm, hắn đã hôn mê bất tỉnh, bùi huyên nghe vậy, lập tức giống sống tới như vậy, trưởng công chúa lại để nói đỡ cho hắn, cũng thế, ha ha, ta lại quên đi như thế chuyện gấp gáp. Triệu bá hằng lập tức cảm thấy ngượng ngùng, ngươi nếu là hốt thuốc cũng như vậy dễ quên, người sẽ bị ngươi hại chết lật về một thành bùi huyên nói chuyện lực lượng đều đủ như thế sự tình ta sẽ không quên ta nếu là bệnh nhân sợ là không quá tin tưởng ngươi cái này cái này ta vẫn là có chút đáng tin cậy tốt sư phụ lại không có ý tứ gì khác ngươi cũng không cần khi dễ sư phụ chiêu dương ra tới hòa giải bùi huyên ủy khuất chân chân rõ ràng là hắn trước khi dễ ta chiêu dương Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy ở kinh thành, gia chính là lão tử ngươi, Bùi Huyên Tố cáo. Chiêu Dương có chút khó mà nhìn thẳng đồng thời, lại có loại nói không nên lời kỳ dị cảm giác. Ta sai, tử quân không nên tức giận. Không đợi Chiêu Dương mở miệng, Triệu Bá Hằng liền tranh thủ thời gian trước nhận lầm. Ai, kia là đại tướng quân a. Triệu Bá Hằng vẫn còn có chút sợ, ta há lại loại kia người nhỏ mọn. Chiêu Dương bụng bán, ngươi chính là triệu bá hằng là đi thôn bên cạnh cho một vị cô độc lão nhân xem bệnh. Chiêu dương đến kia mới biết được, vị lão nhân này hai đứa con trai đều đi tòng quân, đều tại hai năm trước lộc minh quan trận chiến kia chiến tử. Thấy lão nhân lẻ loi hiu quạng, nhà chỉ có bốn bức tường, mà hắn vậy mà không có cầm tới một điểm triều đình trợ cấp ngân. Chiêu dương giận không kềm được, lấy thân đình nợ nước, đến cuối cùng liền gia thuộc không chỉ phải thừa nhận mất con thống khổ, còn lão không chỗ theo nàng song quyền nắm chặt có chút đỏ mắt nếu là sớm biết dạng này lúc trước còn không bằng trước tiên lui binh chí ít có thế bảo trụ một bộ phận tính mạng của tướng sĩ bọn hắn tại biên quan ném đầu lâu vẫy nhiệt huyết ngồi ở vị trí cao người lại ngay cả trợ cấp ngân đều muốn cắt xén hy sinh tướng sĩ triều đình đều có cấp cho trợ cấp ngân lão nhân gia ngươi chưa hề nhận qua bùi huyên cũng tức giận không thôi cắt xén quân lương lương thảo cũng coi như liền chết đi người nên được kia phần đều muốn nuốt mất nào có cái gì bạc ta hai đứa con trai không có liền không có chí ít nhà vẫn còn ở đó ta đã từng trẻ tuổi qua cũng có nhiệt huyết thời điểm nhưng bây giờ lão có thế qua một ngày tính một ngày không chừng lúc nào liền đi gặp hắn lão nhân vẫn đục trong mắt tràn đầy nhiệt lệ đến cuối cùng nói không ra lời mở ra cái khác mặt đi lau nước mắt người đầu bạc tiễn người đầu xanh vẫn là hai người bao nhiêu lần hắn đều hy vọng tin giữ là giả, con của hắn còn rất tốt tại biên quan bảo vệ quốc gia. Chiêu Dương thấy thế, rất ít rơi lệ nàng, giờ phút này lại mất khống chế, tại không có dấu hiệu nào tình huống dưới, đụng phải đã từng thuộc hạ người nhà trải qua như thế nghèo khó thời gian. Chiêu Dương hận không thể lập tức sách đoạt giết trở lại kinh thành đi, hỏi một chút triều đình những người kia đến cùng có hay không lương tâm, như thế khắc khe, khe khắc anh hùng người nhà triệu bá hàng nghìn bùi huyên liếc mắt tình huống như vậy nhiều đi những cái kia chết đi binh sĩ chính là một nắm cát vàng trừ người nhà của hắn ai còn nhớ kỹ bùi huyên nhắm lại mắt hít một hơi thật sâu lão nhân gia yên tâm trợ cấp ngân nhất định sẽ cấp cho đến trong tay ngươi bình thường biết ăn nói hắn giờ phút này cũng chỉ có thể nói ra nhiều như vậy tái nhợt vô lực lời nói trợ cấp ngân làm sao cũng không phải ở nhà trong lòng người thêm một đạo tổn thương nhưng chết đi người gia thuộc lại không chiếm được thiện đãi như thế nào để bọn hắn nghỉ ngơi, chương 192, sợ, ta không cầu bạc. Ta để nhi tử tòng quân không phải vì bắt hắn chết đi bạc, là hy vọng bọn họ có thể giữ vững đại tấn. Mặc dù bọn hắn đều chết rồi, nhưng ta vì bọn họ kiêu ngạo, chiêu dương quay người đi ra ngoài, nàng thật không thể lại tiếp tục xem tiếp đi. Tìm chỗ không người, chiêu dương ngẩng đầu lên, ý đồ đem nước mắt bước về đi, cũng mặc kệ nàng làm thế nào vẫn là khống chế không nổi. Nàng không hối hận quyết định ban đầu, nhưng giờ phút này nàng lại lòng tràn đầy ấy náy cùng tự trách. Chiêu dương thật nhiều hận kinh thành những người kia, hận đến lập tức liền nghĩ xuất quân hồi kinh, đem những người kia đầu lâu toàn chặt đi xuống, đưa đến lộc minh quan tế điện những cái kia chết đi tướng sĩ, lấy cảm thấy an ủi bọn hắn trên trời có linh thiên, màu trắng khăn xuất hiện tại chiêu dương trước mặt. Chiêu dương nhìn sang, mông lung trong tầm mắt, là mặt mũi tràn đầy đau lòng bùi huyên, chân chân đừng khổ sở ta sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất để những cái kia chết đi tướng sĩ đều cầm tới bọn hắn nên được tiền trợ cấp bộ hạ của ngươi có thể như vậy sao chiêu dương nghẹn ngào sẽ không trong tay hắn cầm mấy chục vạn binh lực triều đình không dám cắt xén hắn quân lương lương thảo lại không dám không phát hắn hy sinh bộ hạ tiền trợ cấp khi ngươi quân tốt đại khái là kiện chuyện may mắn trưởng công chúa nàng có thể hay không rất hối hận nào giống nàng khi còn sống bảo hộ không được sau khi chết bảo đảm không được nàng cũng không có làm gì sai nàng tại sao phải hối hận nếu như lúc trước viện quân sớm đi đuổi tới lộc minh quang có thế bảo trụ những cái kia tướng sĩ cũng sẽ không chịu chết bùi huyên ngữ khí có chút kích động hắn không nguyện ý chiêu dương nhìn như vậy thấp đã từng chính mình nhưng nàng thật hối hận một hàng thanh lệ tại chiêu dương trong mắt trượt xuống bùi huyên Ta muốn cùng ngươi trở lại kinh thành, bùi huyên sửng sốt một chút, chân chân, bùi huyên, ngươi biết ta là ai đúng không? Chiêu dương đối đầu trong mắt của hắn, hệ thống, mẹ của ta, có chút kích động, đây là muốn bạo áo khoác, lon, rồi, chân chân. Bùi huyên rung lên trong lòng, có chút không dám tin tưởng lại gọi nàng một tiếng, là út chân chân, vẫn là chân chân, bùi huyên năng không được có chút phát rung, bốn phía là trống trải không người có thể giấu được. Bùi Huyên nghĩ xác nhận, lại không dám, hắn sợ chỉ là mình nghe lầm. Ngươi, ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Bùi Huyên, ta muốn cùng ngươi trở lại kinh thành. Chiêu Dương biến mất nước mắt, thần sắc nghiêm túc nhìn xem Bùi Huyên. Ngươi nhớ tới rồi, ta chưa từng có quên qua. Bùi Huyên nghe vậy, thân hình lóe lên, tại Chiêu Dương trước mặt biến mất. Chiêu Dương, hắn đây là cảm thấy mình gặp quỷ cho nên chạy mất. Hệ thống. Bùi huyên cái này cái gì tuyệt thế sợ hàng, người ta trưởng công chúa đều bảo áo khoác, lon, ngươi mẹ nó chạy cái gì quỷ, tên chó chết này, đáng đời chú cô sinh, hệ thống tức điên, cơ hội tốt như vậy, cái này không cố gắng đồ chơi cứ như vậy chơi biến mất, nó lúc trước mù cái gì hệ thống mắt, vậy mà chọn tới như thế cái sợ hàng làm tốt chủ, quả thực thống sinh sỉ nhục, trưởng công chúa, cái này đồ chó không xứng với ngươi, ngươi cũng đừng thừa nhận mình là trưởng công chúa hệ thống tức giận đến xui khiến chiêu dương, để bùi huyên tự sinh tự diệt, ta rất đáng sợ, không, là cái này cậu nam nhân giả tình giả ý, đưa ngươi coi chính ngươi thế thân, quá buồn nôn, hệ thống không lựa lời nói, chiêu dương cười cười, tá thi hoàng hồn vốn là rất khó mà tưởng tượng nổi, đợi lát nữa ta liền nói, hắn mỗi ngày ở trước mặt ta nói trưởng công chúa, ta có chút thay vào, bùi huyên cái này đồ chó, ta nhìn nhầm, Hắn so tưởng tư văn còn không đáng tin cậy trưởng công chúa, tuyệt đối không được gả cho bùi lão chó. Chương 193, có chút thất vọng, nói thật, bùi huyên phản ứng để chiêu dương có loại nói không nên lời trên lệch, trong lòng có chút kiềm chế khó chịu, đều đã dạng này, nàng cũng không có cách nào, là nàng mất khống chế, mới bất cẩn như vậy làm ra quyết định, cũng trách nàng những ngày này trôi qua Thái An nhưng, đến mức nàng đều quên không phải là cái gì người đều có thể giao phó tín nhiệm mà nàng lại đem mình lớn nhất ác chủ bài giao cho đối thủ một mất một còn chiêu dương cười khổ hệ thống ta trước kia xưa nay sẽ không hoài nghi mình quyết định nhưng là hiện tại ta hoài nghi vừa rồi mình trưởng công chúa đây không phải lỗi của ngươi ngươi là tốt công chúa tốt tướng lĩnh nhìn thấy cùng mình đồng sinh cộng tử huynh đệ gia thuộc rơi vào đãi ngộ như thế đổi ai cũng sinh khí ngươi chỉ là muốn lập tức thay bọn hắn lấy lại công đạo mà thôi ngươi một chút cũng không có sai, không muốn hoài nghi mình có được hay không, trưởng công chúa, ta gặp được nhiều như vậy tốt chủ, nhất làm cho người đau lòng chính là trưởng công chúa ngươi, rõ ràng có cao cao tại thượng xuất thân, lại vì quốc gia đại nghĩa bỏ qua hết thảy, thậm chí chiến tử xa trường, trên đời không phải là không có dạng này người, nhưng trưởng công chúa lại thành ta tốt chủ. Để ta lần thứ nhất cảm nhận được nhân loại các ngươi cảm xúc bên trong đau lòng là tư vị gì hệ thống thao thao bất tuyệt an ủi chiêu dương đồng thời còn đang âm thầm chửi mắng bùi huyên là đồ chó nói yêu trưởng công chúa tại sao lại có thể để cho trưởng công chúa thương tâm khổ sở nó đều cảm thấy được trưởng công chúa thời khắc này cảm xúc không có việc gì đây chỉ là để ta đột nhiên trở nên càng thêm thanh tĩnh người tại an nhàn hoàn cảnh bên trong ngốc lâu sẽ đánh mất cảnh giác rất muốn ôm ôm trưởng công chúa nhưng hệ thống làm không được hệ thống mời trưởng công chúa ăn kẹo có được hay không chiêu dương hệ thống trong bao lập tức thêm ra cái bao hàm các loại bánh kẹo gói quà lớn ăn kẹo tâm tình sẽ biến tốt chúng ta không nghĩ bùi huyên cái kia cẩu nam nhân chiêu dương nhịn không được cười ta không có ngươi tưởng tượng yếu ớt đại khái chính là trong lúc nhất thời quá cảm khái cho nên có chút cảm tính ta rất tốt hệ thống trưởng công chúa dạng này buộc mình cường đại dáng vẻ thật quá nhận người đau lòng nó đọc đến qua chiêu dương ký ức biết chiêu dương lúc trước liền trải qua như thế nào thời gian khổ cực, vì bảo trụ đệ đệ, nàng cơ hồ là kém chút liền mệnh đều liều ra ngoài, rõ ràng là thời đại này đứng tại giai tầng đỉnh kim chi ngọc diệp, lại như là bị huấn luyện ám vệ, chịu nhiều đau khổ, trưởng công chúa, chúng ta dựa vào chính mình giết trở lại kinh thành đi, ngươi còn có ta đây đúng hay không, ừm, ta còn có ngươi, hệ thống nghĩ hết biện pháp hống mình, để chiêu dương lạnh xuống đến tâm vừa ấm một chút. Về phần bùi huyên, thôi người vốn là không nên dựa vào người khác chỉ có chính mình mới là mình cường đại nhất chỗ dựa chiêu dương bình phục tâm tình về sau liền về lão nhân gia bên trong triệu bá hằng ngay tại cho lão nhân làm châm cứu chiêu dương lặng lẽ tại lão nhân trong thùng gạo lưu lại năm lượng bạc nàng cũng không phải là không nở mà là sợ nhiều lắm cho lão nhân mang đến phiền toái không cần thiết về sau mỗi tháng nàng đều sẽ đưa bạc tới không để dưới cửu tuyền huynh để thất vọng đau khổ Chiêu Dương cùng Triệu Bá Hằng trở lại ngưu đầu thôn, Bùi Huyên cũng chưa từng xuất hiện, nói không thất vọng là giả. Chiêu Dương cảm thấy, mình có thể là bị hệ thống tẩy não, cho nên mới có những cái này không nên xuất hiện cảm xúc. Trưởng công chúa, y theo ta dài dằng dặt thời gian bên trong đạt được kinh nghiệm, Bùi Huyên đối ngươi rõ ràng chính là thích, nhưng ta không nghĩ tới hắn như thế chó, sẽ chỉ đánh pháo miệng. Thâm tình nhân thiết cái gì, nói băng liền băng, Ta cam đoan về sau cũng sẽ không lại kéo dây đỏ. Chương 194, Chiêu Dương trưởng công chúa. Chiêu Dương không có nói tiếp, nàng không thể ép buộc người khác cảm thấy như bản thân giống vậy, có lẽ trước đó nhìn thấy những hình ảnh kia, là chính nàng tưởng tượng ra được, cũng chưa từng xảy ra. Chiêu Dương hít một hơi thật sâu, nàng không phải loại kia thích buồn xuân tổn thương thu người, nên làm cái gì vẫn là làm cái gì. Từ Triệu Bá Hằng kia trở về, nàng an vị xuống tới yên lặng luyện chữ. Ngày xưa Bùi Huyên tại, nàng thỉnh thoảng lại bởi vì hệ thống nói nhiều mà chịu ảnh hưởng. Hôm nay ngược lại đặc biệt chuyên chú, rất nhanh liền đem trước Bùi Huyên lưu lại tự thiết luyện qua. Sau đó lại giúp đỡ Úc gia người tẩy gạo tẩy tiên nhân cỏ mài gạo tương, hết thảy như thường. Chẳng qua Bùi Huyên liền cùng mất tích đồng dạng, lúc ăn cơm tối cũng chưa từng xuất hiện. Tử quân hôm nay làm cái gì đi? Có phải là xảy ra chuyện? Nếu không đi tìm một chút, Úc lão gia tử cùng úc lão thái thái thương lượng, úc lão thái thái cũng lo lắng. Ngày xưa đi ra ngoài đều có lời nhắn nhủ, sợ không phải đi trên núi gặp được mảnh thú loại hình thụ thương. Vẫn là dẫn người đi tìm một chút đi. Không cần, tử quân có việc ra ngoài, hắn nói với ta, nếu là cơm tối không có trở về không cần chờ hắn. Ta lúc trước luyện chữ, quên cùng các ngươi nói, chiêu dương tiếp lời đầu, a, à, dạng này a. À. Vậy chúng ta muốn chờ hắn trở về sao? Không cần, ăn trước đi, hắn nói ngày về không chừng. Đứa nhỏ này bận bịu cái gì đi. Lão Thái Thái nói thầm, Úc lão gia tử, người trẻ tuổi có mình sự tình, ngươi đừng quản nhiều như vậy, ta đây không phải lo lắng sao? Vậy nhân gia so chúng ta có bản lĩnh, chúng ta cũng lo lắng không tới. Ngươi lão đầu tử này. Lão Thái Thái lao thao niệm lên lão gia tử. Lão gia tử ngay tại kia cười nghe cũng không mạnh miệng. Chiêu Dương thấy thế, nhịn không được miễn cười, dạng này thật tốt. Vào đêm về sau, Chiêu Dương lại lên hai tay gửi bán tìm kiếm, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Đang định sửa chữa điểm bản thảo liền đi ngủ, cửa sổ bị người nhẹ nhàng gõ gõ. Chiêu Dương nghiêng đầu nhìn ra ngoài, bên ngoài lại gõ hai lần. Chiêu Dương đứng dậy đi đến bên giường, trầm thấp hỏi, ai, ta? Là Bùi Huyên Thanh Âm, ngươi ra tới một chút. Chiêu Dương nhíu mày, Bùi Huyên tại sao lại trở về rồi? Úc gia người đã đều ngủ, Chiêu Dương rón rén ra phòng. Bùi Huyên trong sân đứng, dưới ánh trăng, hắn thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi mang theo để người an tâm vĩ ngạn. Sáng tỏ đôi mắt, một mực nhìn lấy Chiêu Dương. Chiêu Dương phát hiện phía sau hắn cổng cái thật dài hộp, đi theo ta. Bùi Huyên không nói lời gì nắm ở bờ vai của nàng, đề khí thả người, nhảy ra Úc gia, hướng phía mênh mông bóng đêm lao đi. Chiêu Dương không biết Bùi Huyên trong hồ lô muốn làm cái gì, nàng chú ý một chút, Bùi Huyên là hướng Tây Nam phương hướng đi. Đại khái qua gần nửa canh giờ, hai người đến khoảng cách nhạn đến quan biên thành, tiến một chỗ tòa nhà, ngươi dẫn ta tới đây làm cái gì, ngươi đi theo ta, Bùi Huyên nhìn xem nàng, vẫn là câu nói kia, vì cái gì? Chiêu Dương không hề động, ngươi đến liền biết. Bùi Huyên kiên trì, Chiêu Dương đành phải đi theo hắn đi tòa nhà này không lớn, lại tại dưới mặt đất tu phòng tối, càng là đi vào bên trong, liền càng là cảm thấy hàng ý tận xương. Bùi huyên cho Chiêu Dương lấy ra thật dày áo khoác ngoài, phủ thêm, đi đến cuối cùng, Chiêu Dương phát hiện nơi này là cái hầm băng, hầm băng bên trong ở giữa đặt vào cái trong suốt quan tài, nhìn thấy trong quan tài nằm người, Chiêu Dương ngơ ngẩn, nàng ngơ ngác đi qua, đứng tại bên cạnh, nơi đó là nàng đã từng làm Chiêu Dương trưởng công chúa thân thể. Chiêu Dương nhớ kỹ, mình trước khi chết toàn thân đều là tổn thương, liền mặt cũng không ngoại lệ, nhưng hôm nay tại nàng trong tầm mắt xuất hiện không phải giữ tận thi thể, mà là cái nghiễm nhi ngũ nữ tử, những cái kia vết thương đều đã không nhìn thấy. Chương 195, bây giờ không phải là trưởng công chúa, Bùi Huyên đi đến bên người nàng, cùng nàng một đạo nhìn qua quan tài đã từng Chiêu Dương trưởng công chúa, hai người trầm mặt thật lâu, cuối cùng, Chiêu Dương không lưng xoa lên mình đã từng gương mặt dùng người khác thị giác nhìn xem mình, Chiêu Dương nói không nên lời đó là một loại như thế nào tâm tình, nàng sờ không tới trên mặt mình vết sẹo, tất cả vết thương tự hồ cũng đã bị trị liệu tốt, rõ ràng nàng khi đó đã chết rồi, trưởng công chúa, thần hạnh không có nhục sứ mệnh, đã thay trưởng công chúa Bình Định Tây Ngụy, về sau lại không Tây Ngụy thiết kỵ quấy rối biên quan bách tính, Bùi Huyên chấp tay, cung kính nói, Chiêu Dương ngồi thẳng lên nhìn xem hắn, ngươi chừng nào thì biết đến thần vẫn luôn biết, chỉ là coi là trưởng công chúa không nhớ rõ. Bùi Huyên nói, ba ngày nghe được chiêu dương, hắn chạy là bởi vì hắn thật sợ, sợ từ trưởng công chúa miệng bên trong lại nghe được những cái kia cây kim so với cọng râu châm chọc lời nói, nhưng về sau suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật trưởng công chúa vẫn nhớ lúc trước sự tình là có dấu vết mà lần theo, nhưng hắn một mực vào trước là chủ, coi là trưởng công chúa không nhớ rõ, đến mức. Ai, Bùi Huyên cảm thấy mình giống như lại làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn. Tử quân, cảm ơn ngươi, ta vì đã từng vô tri mạo phạm mà cảm thấy thật có lỗi, thật xin lỗi. Chiêu Dương chân thành nói lời cảm tạ cùng xin lỗi, nếu như không có Bùi Huyên, nàng cùng Lộc Minh quan tướng sĩ thật không công chịu chết, Tây Ngụy đại quân cuối cùng vẫn là nhập quan giết hại đại tấn bách tính, không không, trưởng công chúa chiết sát thần. Thần rất xin lỗi, không có kịp thời chạy đến tiếp viện, nếu như lúc ấy thần nhanh một chút nữa liền có thể cứu trưởng công chúa tử quân gọi ta chân chân đi ta bây giờ không phải là trưởng công chúa chiêu dương đánh gãy hắn ngươi có thế đứng ra ta đã rất cảm kích ngươi chí ít không có để các tướng sĩ chết vô ích tại thần trong lòng trưởng công chúa vô luận biến thành bộ dáng gì mãi mãi cũng là trưởng công chúa thần khoảng thời gian này mạo phạm mời trưởng công chúa thứ lỗi chiêu dương nhẹ nhàng cười một tiếng trước đó ngươi cũng không phải dạng này vì sao hiện tại ngược lại là câu nệ lên cái kia không sợ trời không sợ đất trấn quốc công thế tử lúc nào biến thành người khác bùi huyên sửng sốt một chút một hồi lâu mới phản ứng được chiêu dương vậy mà tại nói đùa hắn tâm hắn hoa nộ phóng nguyên bản tâm tình khẩn trương rốt cục trầm tĩnh lại trưởng công chúa có phải là một mực yên lặng nhìn ta nhảy nhót sau đó vụn trộm trò cười ta không có chiêu dương thề thốt phủ nhận hệ thống hừ hừ ngươi mắng bùi huyên cẩu nam nhân thời điểm cũng không phải dạng này ai có thể nghĩ tới người người kính trọng trưởng công chúa lại còn có hai bộ gương mặt nhưng ngươi một mực không thừa nhận bùi huyên có chút buồn rầu tử quân dạng này sự tình đừng nói người bên ngoài chính là chính ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nếu như ngươi hoài nghi ta đem ta xem như tà ma một kiếm tru ta tìm ai đi ta chính là giết hết người trong thiên hạ cũng sẽ không giết trưởng công chúa ngươi Bùi Huyên thần sắc nghiêm túc, Chiêu Dương cười cười, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống mình đã từng trên thân thể, tử quân, là ngươi đem ta phục sinh sao? Bùi Huyên tâm hơi hồi hộp một chút, trưởng công chúa là muốn tới tính sổ sách sao? Trưởng công chúa cớ gì nói ra lời ấy? Rất nhiều chuyện kỳ thật sơ hở vẫn luôn tại, chỉ là ta giống như ngươi, vào trước là chủ, đều bị mình cho lừa gạt, ta, tử quân, cảm ơn ngươi cho ta một cơ hội làm lại. Bùi Huyên lại bắt đầu khẩn trương, Trưởng công chúa nhìn ra tâm ý của hắn dự định cự tuyệt hắn, hệ thống cũng là ngươi cho ta đúng không? Cho nên nói trưởng công chúa thông minh, chỉ cần biết một chút liền có thể suy tính ra toàn bộ đại khái. Bùi Huyên cũng không dám thừa nhận, hắn sợ trưởng công chúa để ý, dù sao lấy trước tại trưởng công chúa trong mắt, hắn là nhất chướng mắt. Chương 196, ta không để yên cho ngươi, trước kia Chiêu Dương chẳng qua là cảm thấy hệ thống nhiều chuyện, nhưng bây giờ Chiêu Dương minh bạch mình ngay từ đầu liền nói đúng hệ thống chính là bùi huyên phái tới nó quá tấp nập nhất lên bùi huyên đến mức đề cử thoại bản tử thời điểm cũng tất cả đều là ám chỉ đáng tiếc ngay lúc đó nàng cũng không muốn quá nhiều khi trưởng công chúa muốn cùng ta một đạo trở lại kinh thành sao bùi huyên cứng nhắc dời đi đề tài ngươi vẫn chưa trả lời ta chiêu dương muốn cái đáp án hệ thống đủ loại yêu cầu cùng hạn chế để chiêu dương minh bạch phục sinh một người cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bùi Huyên đã làm như vậy, như vậy ở giữa trả giá qua cái gì có thể nghĩ. Chiêu Dương không phải người ngu, nếu như bây giờ còn không biết Bùi Huyên tâm ý, khi nàng thật là sống uổng phí, từng. Đại tấn Tu La Chiến Thần, không sợ trời không sợ đất, nhưng chỉ cần Chiêu Dương một ánh mắt, hắn liền nhận thua, chân chân, ta hy vọng ngươi còn sống, không dùng được phương thức gì, thù ta sẽ thay ngươi báo trách nhiệm ta đến thay ngươi gánh bảo vệ quốc gia vốn nên là nam nhân sự tình sao có thể toàn rơi vào nữ tử trên bờ vai tử quân vô luận nam nữ vẫn là thân phận cao thấp đều là đại tấn con dân ta thân là trưởng công chúa bảo vệ đại tấn giang sơn là sứ mệnh của ta ta chưa hề hối hận qua chiêu dương nói nhưng là kinh thành ta sẽ trở về thù ta cũng phải báo tử quân ta sẽ thay lộc minh quan những cái kia tướng sĩ lấy lại công đạo hơn nữa còn muốn lấy trưởng công chúa thân phận bùi huyên kinh ngạc nhìn chiêu dương sau một lát hắn hỏi ngươi nghĩ trở lại thân thể của mình chiêu dương gật gật đầu ngươi thiên tân vạn khổ bảo trụ thân thể của ta phần này tâm ý ta cùng nhau lĩnh chỉ là ta cũng muốn để út chân chân sống tới tử quân ngươi có biện pháp không bùi huyên phục sinh qua nàng chiêu dương cảm thấy bùi huyên có lẽ sẽ có biện pháp nàng bây giờ đã không nghĩ giấu giếm cái gì cái này nam nhân đối nàng sau so phụ hoàng đối nàng còn muốn để bụng chiêu dương nguyện ý tín nhiệm bùi huyên vì sao bùi huyên không hiểu Úc chân chân là cô nương tốt Úc gia đối ta tất cả đau sủng đều là bởi vì nàng ta không hy vọng cái cô nương này hương tiêu ngọc vẫn, nhưng ta biến thành út chân chân thời điểm chu tiểu lệ để lại cho trí nhớ của ta là nàng đã lệnh út chân chân hồn phi phách tán bùi huyên trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải nếu như kia buổi tối hắn không đi giết chu tiểu lệ thật đúng là sợ là tìm không trở về út chân chân hồn phách út chân chân hồn phách tại ta chỗ này bùi huyên hướng nàng thẳng thắn kia buổi tối ta đi giết chu tiểu lệ phát hiện chu tiểu lệ phía sau còn có một cái cường đại linh hồn chuyên môn thôn vệ người khác hồn phách nuôi sinh cơ lúc trước chu tiểu lệ đoạt út chân chân thân thể nàng còn không biết cái kia linh hồn tồn tại cũng không biết út chân chân hồn phách là bị thôn vệ chiêu dương trong lòng giật mình, kia út chân chân hồn phách còn mạnh khỏe, mạnh khỏe, nếu chu tiểu lệ lại đoạt lại út chân chân thân thể này, hồn phách của nàng đoán chừng liền thật tìm không thấy, lại có chuyện như vậy, chiêu dương yên lặng nhìn xem bùi huyên, cái này nam nhân so với nàng trong tưởng tượng còn muốn cẩn thận cẩn thận, chân chân, phục sinh một người không dễ dàng, nếu không, ngươi đem hệ thống cởi trói cho ta, ta đến kiếm điểm tích lũy có được hay không? Hệ thống tức điên, bùi huyên cái này cậu nam nhân muốn thế nào lão tử là hắn muốn liền phải nghĩ bỏ liền bỏ rác rưởi sao trưởng công chúa ngươi nếu là dám đem ta cho hắn ta không để yên cho ngươi chiêu dương bị hệ thống chọc cười nó không nguyện ý tiếp tục cùng ngươi bùi huyên nhíu mày a à, vậy nó nhất định là sợ ta mới không dám cùng ta tiếp tục cùng một chỗ mới không phải hệ thống ngạo kiều nó mới không nói là bởi vì lúc trước Bùi Huyên không chút do dự đưa nó cái này ngón tay vàng cho trưởng công chúa để nó nghẹn lòng. Chương 197, không nên trách hắn, trưởng công chúa không muốn phản ứng hắn. Ngươi nhìn hắn ba ngày chạy cái bóng đều hết rồi, hệ thống hừ lạnh, không đáng tin cậy, trước khi ngươi cùng Bùi Huyên hợp tác không tốt sao? Chiêu Dương hỏi hệ thống, hệ thống, kỳ thật cũng không phải, Bùi Huyên là cái rất bớt lo tốt chủ, nhưng là, nó là hệ thống A, sao có thể gọi thì đến đuổi thì đi. Không muốn mặt mũi, hắn là rất hung tàn túc chủ, ta thích trưởng công chúa ôn nhu như vậy tiểu tỷ tỷ, ta điểm tích lũy không đủ, cởi trói không được hệ thống, ta tự mình tới có thể. Chiêu dương nhìn về phía bùi huyên, bùi huyên bị nàng dạng này xem xét, bên tai hơi đỏ lên, cởi trói không cần điểm tích lũy, hệ thống có thể tự hành nhận chủ, đại khái là nó lại tại trước mặt ngươi nói xấu gì ta hệ thống nghĩ tay xé bùi huyên không có hệ thống vẫn luôn đang nói ngươi lời hữu ích từ đầu đến giờ chưa nói qua ngươi nửa câu nói xấu bùi huyên có chút ngoài ý muốn trước kia ta làm tốt chủ thời điểm nó mỗi ngày nghĩ linh tinh chiêu dương ách hệ thống xác thực rất dông dài hệ thống thống sinh không thích ngươi biết không các ngươi sao có thể dạng này ghét bỏ ta ta kia cũng là cho các ngươi thao nát một viên mẹ già trái tim khí tinh thân trên hệ thống để chiêu dương bất lực nhã rảnh trong hầm băng bỗng nhiên lại rơi vào trong trầm mặc bùi huyên có ngàn vạn lời nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu không sợ trời không sợ đất hắn tại chiêu dương trước mặt luôn luôn sợ phải không dám nói nửa câu nói thật đến mức hắn nghe được mình nhịp tim phải đặc biệt lợi hại thật lâu chiêu dương ánh mắt từ trong quan tài băng thu hồi lại tử quân hắn hắn còn tốt chứ cái này hắn chiêu dương không nói danh tự nhưng bùi huyên biết nàng nói tới ai chân chân ngươi đi biên quan hắn liền bị giá không ngươi bị vây ở lộc minh quan hắn tại lão yêu bà kia quỳ một ngày một đêm cũng không đổi đến lão yêu bà tiếp viện ý chỉ ta tiến cung thời điểm hắn còn bệnh cho nên chân chân ngươi không nên trách hắn hắn quá nhỏ nhỏ đến bất lực cùng lão yêu bà chống lại chiêu dương nghe vậy mũi chua chua nàng làm sao không biết mình đệ đệ tuổi còn nhỏ nhưng nếu là hắn không lên vị, bọn hắn tỷ đệ đều phải chết, hoàng gia chính là như thế tàn khốc, chỉ có nắm chặt tối cao quyền lực mới có sống sót tư bản. Nàng lúc trước chỉ là cho là nàng đệ đệ cũng bị quyền thế mê hoặc hai mắt, tình nguyện nhìn xem tỷ tỷ đi chết, ta không trách hắn, nếu không phải ta, hắn cũng sẽ không bị buộc đi ngồi vị trí này. Chiêu Dương thấp giọng nói, ngươi biết, phụ hoàng Trầm Mê Luyện đang một lòng muốn thành tiên, đại tấn triều đình loạn cả một đoàn. Nhưng hắn lại làm cái gì đều không nhìn thấy giống như, hắn bảo hộ không được chúng ta tỉ đệ, chúng ta chỉ có thể dựa vào, nếu không chết là chúng ta. Tử Quân, ta cũng không muốn chết, nhất là chết được như thế quốc tức, ta thừa nhận ta để hắn đăng cơ có tư tâm của mình, nhưng chân chân, hắn chưa từng có trách ngươi, hắn bị ngươi giáo rất khá, tương lai cũng sẽ là một vị tốt hoàng đế, chỉ là hiện tại triều chính cầm giữ tại lão yêu bà trong tay hắn có lòng mà không có sức. Bùi huyên đánh gãy nàng, chẳng qua hiện tại còn có ta, ta sẽ nâng đỡ hắn, trong tay của ta binh quyền vĩnh viễn là hắn sắc bén nhất một cây đao, hiện tại thời cơ không đúng, chúng ta đều phải trước nhịn một chút. Ngươi cũng không cần tự trách, đại tấn có ngươi dạng này trưởng công chúa, là đại tấn kiêu ngạo, chiêu dương nhìn xem bùi huyên, nàng giống như cho tới bây giờ đều không có nhận biết qua hắn giống như, hắn ôm nhu, cẩn thận, khéo hiểu lòng người. Cùng cái kia hoành hành bá đạo hoàng khố hoàn toàn khác biệt, để chiêu dương có loại cảm giác nói không ra lời. Cám ơn ngươi như thế an ủi ta, bùi tử quân, chương 198, không muốn làm người tốt, liền. Chỉ là cám ơn sao? Bùi huyên lấy dũng khí, bình tĩnh nhìn qua chiêu dương, hắn muốn không chỉ là một tiếng tạ ơn, chiêu dương không ngốc, minh bạch hắn ý tứ, nàng biết hiện tại bùi huyên đối với mình là đặc biệt, nhưng trong lúc nhất thời cũng làm không rõ mình đối Bùi Huyên đến cùng là cảm kích vẫn là cái khác. Chiêu Dương do dự một cái chớp mắt, để Bùi Huyên hoảng hốt, hắn vội vàng cười nói, ta chỉ là chỉ đùa một chút, trưởng công chúa không cần để ở trong lòng. Hệ thống, hộ quốc tướng quân, online hèn mọn. Chiêu Dương nghĩ nghĩ, tử quân, ngươi đối với ta là khác biệt, nhưng ta còn phân không ra đó là cái gì. Đáp án này để Bùi Huyên thất vọng, nhưng cũng nằm trong dự liệu của hắn trưởng công chúa là cái lý trí tỉnh táo người, trừ tiểu hoàng đế bên ngoài, hắn còn không có gặp qua nàng đối cái nào nam tử có một chút điểm đặc biệt, không có việc gì, còn nhiều thời gian, ta có thể chờ, như vậy dài dằn dặt thời gian cũng chờ đi qua, đợi thêm một thế thì thế nào, nàng còn sống, chính là tốt nhất, có điều, có một việc ta rất muốn biết, ngươi nuôi nhiều như vậy nam sủng. Chiêu dương thực sự là kìm nén không được cái kia đáng chết lòng hiếu kỳ, dù sao, chuyện này là bùi huyên mình cũng thừa nhận qua nhưng mà chiêu dương còn chưa nói xong liền bị bùi huyên vội vã đánh gãy không có nam sủng bọn hắn đều là ta bồi dưỡng tử sĩ ta cùng bọn hắn không có khác quan hệ chân chân ta chưa hề thích qua nam tử ngưỡng mộ trong lòng cô nương cũng chỉ có trưởng công chúa ngươi vậy ngươi lúc trước tại sao phải cùng ta đoạt tiểu ăn mày trưởng công chúa ngươi phản xạ cung là có ba ngàn mét dài sao hệ thống là thật phục Bùi Huyên mặt một chút đỏ, hắn không dám nhìn thẳng Chiêu Dương. Cô Nương gia mang Nam Tử xa lạ trở về sẽ bị người nói xấu, ta chỉ là không hy vọng trưởng công chúa Phong Bình bị hại. Ha ha ha, ta tin hắn tà hắn đây là sợ trưởng công chúa ngươi thích tiểu ăn mày a? À. Không nguyện ý bên cạnh ngươi trừ Hoàng đế cùng Thái giám bên ngoài Nam nhân tồn tại, Chiêu Dương hệ thống là thật ồn ào. Chân chân, ta qua ít ngày muốn về kinh thành đến lúc đó sẽ đem trương đại phương cùng đinh đại nguyên lưu lại âm thầm bảo hộ ngươi. Có chuyện gì ngươi tìm bọn hắn chính là, về sau bọn hắn chính là của ngươi ám vệ. Tạ ơn. chiêu dương không có chối từ, nàng xác thực cần phải có người che chở út gia. có điều, có câu nói ta muốn nói thật lâu. ngươi nói, vì sao cho bọn hắn lấy danh tự như vậy? thật là, người bị danh tự hủy đi hệ liệt, dễ dàng nhớ. bùi huyên lý do này không có kẻ hở chiêu dương chân chân ta không có nam sủng cho tới nay đều là về sau không muốn như vậy hiểu lầm ta được chứ bùi huyên nhìn qua nàng có đôi khi thanh danh bại hoại thủ đoạn độc ác ngược lại không ai dám nói cái gì ta chỉ muốn làm một người mà không phải một người tốt người tốt có cái gì tốt chiêu dương trưởng công chúa là người tốt nhưng cuối cùng đâu liền nàng chiến tử triều đình cũng không có cái gì biểu thị nếu không phải tiểu hoàng đế cùng hắn âm thầm có liên hệ hắn đều muốn coi là triều đình đã đem nàng lãng quên biến mất nàng chiến công tử quân không cần đặc biệt đi làm một cái người thế nào ngươi chỉ cần xứng đáng mình không thẹn với người là đủ người không có khả năng chu đáo ngươi tại tây bắc trong mắt những người kia là tu la nhưng tại đại tấn bách tính xem ra lại là anh hùng lập trường gì làm cái gì dạng sự tình bùi huyên phúc chốc cười một tiếng tiểu sư muội ngươi đây là tại giáo sư huynh đại đạo lý sao? Sư huynh rất thích nghe, tiểu sư muội còn có thế hãy nói một chút sao? Chiêu dương bị hắn như thế một trêu chọc, bầu không khí nhẹ nhõm, mặt lại lặng lẽ đỏ. Chương 199, ta không ép buộc ngươi, tinh tế tính toán ra, bùi huyên thật yên lặng vì nàng làm rất nhiều chuyện, nhưng nàng hoàn toàn không biết gì, thậm chí cực độ ghét bỏ hắn, bây giờ nhớ tới, chiêu dương ngược lại là có chút cảm thấy thật xin lỗi bùi huyên bùi huyên thanh danh bại hoại hơn phân nửa bắt nguồn từ nàng hiểu lầm trước kia đối ngươi rất nhiều vô lễ xin hãy tha lỗi ta đối với ngươi thành kiến quá sâu đến mức làm ngươi hôn sự bùi huyên nghe vậy thốt ra ta cũng không muốn thành thân cưới trừ trưởng công chúa bên ngoài nữ nhân nói xong bùi huyên không khỏi ảo não hắn làm sao luôn luôn tại trưởng công chúa trước mặt mất khống chế nói chút không đúng lúc đáng tiếc nói ra nước đổ khó hốt bùi huyên dứt khoát vò đã mẻ không sợ sức không còn dấu che đậy dịch chân chân ta muốn cưới nữ nhân vẫn luôn là ngươi cái gọi là nuôi nam sủng là vì ngươi bất học vô thuật cũng là vì ngươi bởi vì lão yêu bà sẽ không để cho ngươi gả cho một cái mọi thứ tài năng xuất chúng nam tử nguyên bản ta đã dự định cầu hôn ngươi nhưng ta không ngờ tới sẽ sớm độc phát bất tỉnh nhân sự ba năm chờ ta tỉnh lại trời đã biến cho dù ta liều mạng chạy tới, vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ngươi ở trước mặt ta không có hô hấp, ta sở cầu không nhiều, cũng liền một cái chiêu dương trưởng công chúa mà thôi. Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú chiêu dương, ngữ khí nghiêm túc, trưởng công chúa, ta thích ngươi, giấu ở trong lòng hai đời tình ý, giờ phút này hoàn toàn biểu lộ ra, chiêu dương nhịp tim rất nhanh, nàng còn là lần đầu tiên bị người dạng này thổ lộ. Nhưng nàng vẫn như cũ tỉnh táo, lại còn không biết mình đối bùi huyên tâm ý trước đó nàng không thể ứng bùi huyên phần này tâm ý tử quân ta sở cầu không nhiều chỉ muốn vì lộc minh quan tướng sĩ lấy lại công đạo trừ cái đó ra ta tạm thời vô tâm nghĩ chuyện khác ta cả đời này tình yêu tại ta mà nói rất lạ lẫm ta rất xin lỗi không có cách nào ngay lập tức cho ngươi đáp án đáp lại ngươi nhưng ta minh bạch ngươi cùng cái khác người là không giống cho nên cho ta thời gian được chứ Chiêu Dương có thể nói như vậy, đã để Bùi Huyên nhìn thấy hy vọng. Hắn chỉ là không nghĩ cất giấu mình đối Chiêu Dương tình ý, cũng không phải là muốn bức Chiêu Dương lập tức làm quyết định. Cho dù cuối cùng Chiêu Dương không có chọn hắn, hắn nghĩ hắn trừ ý khó bình bên ngoài, sẽ không làm ép buộc nàng sự tình. Tốt đẹp như vậy trưởng công chúa, lẽ ra có chính nàng quyết định. Cho dù là thật cưỡng ép đưa nàng giữ ở bên người, cái kia cũng sẽ chỉ làm đôi bên đều không vui. Hắn để trưởng công chúa sống tới, chỉ là hy vọng có thể nhìn xem nàng. Chân chân, vô luận tương lai ngươi làm cái gì quyết định, ta đều không hối hận. Bởi vì để ngươi sống tới là ta lớn nhất tâm nguyện, ngoài ra, nguyện ngươi đời này vô ưu vô lự, bùi huyên làm sao ôm nhu như vậy. Trưởng công chúa ngươi liền không có chút nào tâm động sao. Ô ô ô, ta muốn gả hắn, hệ thống cảm động đến lệ rơi đầy mặt, đối với hệ thống nhất thời một loại thuyết pháp, chiêu dương đã chết lặng cũng không biết vừa mới là ai ghét bỏ bùi huyên, mắng bùi huyên đồ chó, ta sẽ thật tốt sống sót, không cô phụ ngươi nổi khổ tâm, chiêu dương có thể nói chỉ có những thứ này, về phần báo đáp, nàng thiếu bùi huyên quá nhiều, đã không biết muốn làm sao báo đáp, ân cứu mạng, lấy thân báo đáp, thật mộc công chúa, ngươi gả ai không phải gả. Bùi huyên bao nhiêu, ngươi còn có thể tìm tới sau bùi huyên ưu tú hơn nam nhân sao, bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý trên tay còn có mấy chục vạn đại quân, Thái hoàng thái hậu không phải thích cầm giữ triều chính, giá không đệ đệ ngươi sao? Mang theo bùi huyên mấy chục vạn đại quân giết tới dưới hoàng thành, nhìn lão yêu bà còn dám hay không bàn tay dài như vậy lầm quốc. Chương 200, lão yêu bà, loại sự tình này không phải trò đùa, binh lâm hoàng thành, kia là mưu phản, ta thân là trưởng công chúa, sao có thể làm ra dạng này sự tình đến. Chiêu Dương phản bác hệ thống Mặc dù nàng đã từng phẫn nộ đến muốn dạng này giết trở lại kinh thành, nhưng lý trí sẽ không để cho nàng làm như thế. Lục đục với nhau thật mệt mỏi, không được cứ duy trì như vậy là được, cái kia nói nhảm nhiều như vậy đâu, hệ thống nhã rảnh, triều đình quan hệ rắc rối phức tạp, cũng không phải là làm là được. Trừ phi có thể tìm tới nàng cùng triều thần tấu kết mưu hại hoàng đế, ta sư xuất nổi danh, nếu không sẽ chỉ bị người thoá mạ, ai, vậy ngươi muốn cùng bùi huyên trở lại kinh thành, Úc gia làm sao bây giờ, chờ Úc chân chân phục sinh, ta liền trở về. Bùi Huyên không phải nói, Úc chân chân hồn phách tại hắn kia sao, hệ thống thở dài, nó cảm thấy Bùi Huyên không dễ dàng, trưởng công chúa cũng không dễ dàng, tốt số đại khái chỉ có Úc chân chân. Chiêu dương ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống trong quan tài băng đã từng trên người mình, phản phất giống như ngủ người, để nàng có loại nói không nên lời lòng chua xót. Bùi huyên lúc trước kiếm bao nhiêu điểm tích lũy thật có lỗi, túc chủ quyền hạn không đủ, không cách nào tư vấn tiền nhiệm túc chủ tin tức, hệ thống máy móc thanh âm, cứng nhắc đến cực hạn, chiêu dương đành phải thôi, chân chân, ngươi đang suy nghĩ gì, bùi huyên thấy chiêu dương sau khi nói câu nọ vẫn trầm mặt, nhịn không được mở miệng, ta đang nghĩ, tương lai ta trở về, muốn dùng cái dạng gì lấy cớ, kỳ thật nàng đã sớm nghĩ kỹ, cái này đơn giản, liền nói hai năm này ta mang ngươi ở bên người, là dùng thuốc tục lấy mệnh của ngươi, mất tích là vì đi tìm đưa cho ngươi cứu mạng thuốc. Bùi huyên ý nghĩ cùng chiêu dương giống nhau như đúc, không cần lo lắng, cung trong trước kia liền hoài nghi ngươi kỳ thật không có thật chết rồi, ta y thuật cũng không tệ lắm chuyện này, lão yêu bà đã sớm biết, cho nên nàng mới một mực hạ chiếu muốn ta lui binh, chính là sợ ta đánh xuống Tây Ngụy, công cao lớn chủ, có uy hiếp nàng tư bản, ngươi đối nàng, vẫn luôn dạng này lão yêu bà xưng hô thế này, để chiêu dương có chút muốn cười. Thái hoàng thái hậu đã đã có tuổi, đối dung nhan yêu cầu lại là rất hà khắc, hàng năm nội vụ lượng lớn bạc tiêu vào nàng bảo dưỡng bên trên, nghe nói cho nàng chảy đầu cung nữ chỉ cần chảy rơi một sợi tóc liền phải bị trượng đánh chết. Mặt khác, thái hoàng thái hậu cùng nàng phụ hoàng đồng dạng, cũng yêu luyện đan. Chỉ có điều nàng quyền dục nặng, chỉ muốn trường sinh bất tử, mà không phải thăng tiên, nàng không phải lão yêu bà ai là tuổi đã cao cả ngày lòe loẹt trên mặt bôi son phấn phá một chút còn phá không hết bùi huyên cười lạnh dài cái gì xấu dạng trong lòng cũng không có điểm số tử quân qua chiêu dương nhịn không được bật cười vậy ngươi nói một chút ngươi hoàng tổ phụ những cái kia hậu phi cái nào không thể so lão yêu bà đẹp mắt chỉ có điều lão yêu bà thủ đoạn được dỗ đến ngươi hoàng tổ phụ ngoan ngoãn lúc này mới phong hậu Chiêu Dương ngẫm lại thật đúng là, hoàng tổ phụ trong hậu cung, dung mạo của nàng là nhất không chiếm ưu thế, buồn cười đến sau cùng lại là nàng, hoàn thành trên đời này tôn quý nhất nữ nhân. Chân chân, chờ ngươi trở về, ngươi dự định giết lão yêu bà vẫn là thế nào, ta không giết nàng, ta sẽ để cho nàng tại không chiếm được trong thống khổ vượt qua quãng đời còn lại. Trong sự tình hiếu làm đầu, đệ đệ của nàng là hoàng đế, nàng là trưởng công chúa, không thể cổng bên trên bất hiếu tội danh tốt tất cả nghe theo ngươi bùi huyên nhìn qua nàng chiêu dương có chút né tránh hắn sáng trực ánh mắt trong thời gian ngắn nàng có chút không biết nên xử lý như thế nào dạng này sự tình chân chân ngươi muốn làm cái gì chỉ cần nói với ta một tiếng là đủ trong tay của ta mấy chục vạn đại quân toàn nghe ngươi phân công cùng phân phó chương hai trăm linh một như thế nào cam lòng ngươi liền không sợ ta đi mưu phản đến lúc đó các ngươi bùi gia cũng rơi không đến tốt, chu tà nịnh, thanh quân trắc, sao là mưu phản nói chuyện, thật tốt, liên tiếp miệng đều thay ngươi tìm xong, hệ thống phản phất quên, lúc trước mình đối bùi huyên ý kiến lớn đến bao nhiêu, trưởng công chúa, thần nguyện cả đời đi theo ngươi, tử quân, cảm ơn ngươi, ngàn vạn lời, cuối cùng rót thành một câu tạ ơn. Bởi vì Chiêu Dương thực sự không biết mình nên nói cái gì, Bùi Huyên vì nàng làm hết thảy, chính là lấy mạng đi đổi cũng là không đủ không đúng nàng cái mạng này đã là bùi huyên thời điểm không còn sớm ta đưa trưởng công chúa trở về đi bùi huyên nói chờ một chút ta nghỉ ngốc một hồi tử quân ngươi đi ra ngoài trước có thể chứ được bùi huyên quay người liền đi ra ngoài trong hầm băng rất nhanh liền còn lại chiêu dương một người ngươi không lạnh sao hệ thống hỏi ta nhìn đều cảm thấy run lẩy bẩy ta có nội lực điểm ấy lạnh vẫn có thể chịu được lúc trước ta chết thời điểm toàn thân đều là tổn thương, bùi huyên có phải là dùng điểm tích lũy chữa trị thân thể ta? ta nhớ được ngươi đã nói, chỉ cần điểm tích lũy đúng chỗ, ngươi không gì làm không được. ân, bùi huyên đúng là dựa dẫm vào ta đổi lấy dược vật chữa trị thân thể ngươi tất cả tổn thương. hắn một mực bảo tồn thân xác của ngươi, kỳ thật hắn không có nghĩ qua để ngươi lại trở lại nguyên bản trong thân thể. hệ thống biết, bùi huyên là hy vọng chiêu dương có thế phát ly trưởng công chúa thân phận không cần lại gánh trầm trọng như vậy trách nhiệm, tiêu giao tự tại dùng thân phận mới sống sót, hắn làm như thế cũng là bởi vì lão yêu bà oán hận Chiêu Dương, nếu là Chiêu Dương thi thể rơi xuống lão yêu bà trong tay, không chừng liền hoàng lăng đều nhập không được, thậm chí còn bị lão yêu bà sai người thiết hạ các loại âm độc trận câu ở Chiêu Dương, để Chiêu Dương vĩnh thế không được siêu sinh. Dù là Chiêu Dương hồn phách đã tại bùi huyên trong tay mình bùi huyên cũng không hy vọng nàng sau khi chết bị đối xử như thế ta muốn trở về chiêu dương một mặt bình tĩnh quan minh chính đại đứng tại trên kim loan điện vì lộc minh quan tướng sĩ lấy lại công đạo thiếu ta thiếu những cái kia tướng sĩ toàn diện muốn bọn hắn nợ máu trả bằng máu dựa vào cái gì tướng sĩ tại biên quan ném đầu lâu vẫy nhiệt huyết đám này ngồi ở kinh thành người hưởng thụ lấy an bình còn muốn hướng chúng ta phía sau đâm một đao Chuyện này mãi mãi cũng không tồn tại tha thứ nói chuyện, bởi vì bọn hắn tư tâm, chung vùi 10 vạn nam nhi nhiệt huyết tính mạng, thậm chí còn cắt xén bọn hắn sau khi chết tiền trợ cấp, dạng này oán khí cùng hận ý, làm sao có thể để Chiêu Dương cam lòng. Chớ sợ chớ sợ, trưởng công chúa hiện tại có bùi huyên, còn có ta, ta thế nhưng là phúc báo hệ thống A, người tốt hẳn là có hảo báo, Chiêu Dương cười cười, bình thường người tốt mệnh ngắn, tai họa di ngàn năm chúng ta vạch trần bọn hắn xấu xí sắc mặt để người trong thiên hạ nhìn xem lão yêu bà nhiều lầm quất trưởng công chúa ngươi cũng phải cố lên nha tranh thủ sớm đi trở về chiêu dương tại băng quan trước mặt lại đứng một khắc đồng hồ trái phải lúc này mới rời đi hầm băng bùi huyên một mực đang ngoài cửa chờ lấy nhìn thấy chiêu dương ra tới lập tức cầm trong tay bưng nóng hổi canh gừng đưa tới bên trong lạnh ngươi uống chút canh gừng đi đi lạnh chiêu dương không có cùng bùi huyên khách khí nhận lấy nhiệt độ vừa phải uống một hơi cạn sạch đi thôi ta đưa ngươi trở về chiêu dương gật gật đầu lúc này tâm tình của nàng đã bình phục lại hồi tưởng lại gặp được bùi huyên sau đó phát sinh nhiều chuyện như vậy kỳ thật bùi huyên rất sớm đã lộ tẩy mỗi một lần nàng kéo bùi huyên ra tới làm bia đỡ đạn bùi huyên đều chưa từng phản bác hơn phân nửa câu thậm chí là giúp đỡ che lấp đáng tiếc nàng lại một mực xem như là bùi huyên coi trọng út chân chân mà chưa từng có nghĩ tới bởi vì chính mình là chiêu dương hắn mới làm như vậy, chương 202, kia là hảo cảm, bùi huyên vẫn luôn là cái kia bùi huyên, chỉ là nàng mang theo thành kiến, chưa hề đi tìm tòi nghiên cứu qua hắn những cái kia hành vi cử chỉ hạ cất dấu thâm ý, tựa như hệ thống nói, khả năng nàng tại nào đó cả một đời bên trong đã từng cứu vớt qua thế giới, mới bị dạng này một cái nam nhân nâng trong tay, để ở trong lòng. Chiêu dương trong lòng có chút áp lực, nhưng lại chưa chắc nếu như nàng không thoải mái chiêu dương không có đối với người nào động qua tâm cũng chưa từng từng có ngưỡng mộ trong lòng nam tử cho nên nàng phân biệt không xuất từ mình đối bùi huyên loại này kỳ quái phản ứng đến cùng là cái gì hệ thống kia là hảo cảm tương lai sẽ thăng hoa vì tình yêu hảo cảm trên đường trở về đại khái là có trương đại phương tại bùi huyên rất yên tĩnh không nói gì nữa liên quan tới trưởng công chúa chủ đề ngoại trừ chính hắn bên ngoài Bùi Huyên không hy vọng bất luận kẻ nào biết hiện tại út chân chân chính là chiêu dương trưởng công chúa, cho nên trương đại phương coi là Bùi Huyên chỉ là muốn đem út chân chân bồi dưỡng trưởng thành công chúa thế thân, cho nên mang út chân chân đi xem trưởng công chúa cũng không có hướng càng sâu một tầng địa phương muốn đi. Trở lại út gia, đêm đã khuya, chiêu dương đối Bùi Huyên nói câu sớm đi nghỉ ngơi, liền trở về phòng đi, đóng cửa lại, ngăn cách mở Bùi Huyên khí tức, chiêu dương tựa ở trên cửa hít một hơi thật sâu, qua một hồi lâu, nàng mới đi đến bên giường ngồi xuống, nhớ tới bùi huyên, nhớ tới hầm băng bên trong mình, chiêu dương lần đầu có loại thất vọng mất mát cảm giác, một đêm này, chiêu dương cứ như vậy nằm ở trên giường, mở mắt đến hừng đông, út gia người sáng sớm làm phở, chiêu dương cũng không có ra tới hỗ trợ, út lão thái thái còn tưởng rằng chiêu dương thân thể khó chịu, chờ út bách thuận bọn hắn ra quầy về sau. Bưng điểm tâm đến gõ cửa, chân chân. Ngươi có phải hay không không thoải mái? Kia ăn trước ít đồ ngủ tiếp có được hay không? Đừng đói chết, ta không sao nải nải. Đợi lát nữa liền lên, chính là nửa đêm hôm qua tỉnh lần, đằng sau ngủ một giấc đến bây giờ. Chiêu Dương đối cửa phòng giải thích, vậy ngươi trước mở cửa để nải nải nhìn xem ngươi có được hay không? Lão Thái Thái vẫn là không yên lòng, Chiêu Dương bất đắc dĩ, chỉ cần rời giường mở cửa, Lão Thái Thái vừa nhìn thấy nàng. Liền nha một tiếng, ngươi đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra? Sắc mặt khó coi như vậy, còn nói không phải thân thể khó chịu, mau mau, trước đứng dậy đi sư phụ ngươi kia để sư phụ ngươi nhìn một cái. Chiêu Dương một đêm không ngủ, tự nhiên là nhìn có chút mỏi mệt. Bùi Huy nghe được lời của lão thái thái, tranh thủ thời gian tới, đứng tại ngoài cửa phòng một bên, cách tường cũng không có hướng gian phòng bên trong nhìn, hỏi: "Lão thái thái, chân chân làm sao rồi? Ta không sao." đừng lo lắng chính là tối hôm qua ngủ không ngon mà thôi bùi huyên hơi yên lòng một chút nhớ tới buổi sáng lão thái thái làm điểm tâm có chút dầu mỡ liền để chiêu dương chờ một chút khi chân chân ngươi ngủ tiếp một chút đợi lát nữa ta làm cho ngươi cái cháo ngươi tái khởi tới lão thái thái ngươi cũng ra đi để chân chân ngủ tiếp một chút ôi cái này nhưng sao được lão thái thái lo lắng nói ta nghe chân chân thanh âm không có gì đáng ngại ngươi liền nghe ta đi, để nàng lại ngủ một chút liền không sao. Ừm, hắn nói đúng, Chiêu Dương cũng đồng ý bùi huyên. Lão Thái Thái lúc này mới không yên tâm ra tới, còn thay nàng đem cửa phòng cài đóng. Sau đó nhỏ giọng hỏi bùi huyên, tử quân, chân chân nàng thật không có chuyện gì sao? Ta nhìn sắc mặt nàng rất khó coi, không giống như là tốt, nàng nói không có việc gì, ngươi cũng đừng lo lắng. Bùi huyên khuyên lão thái thái. Úc gia người là thật đối chiêu dương tốt, mặc dù là bởi vì chiêu dương hiện tại đỉnh lấy Úc chân chân thân phận, có điều, đây là chiêu dương tại hoàng gia bên trong chưa hề trải nghiệm qua ấm áp, cũng coi là đền bù nàng đi. Tử quân, ngươi đối với chúng ta nhà chân chân, đến cùng cái gì cái ý nghĩ? Úc lão thái thái sau khi lấy lại tinh thần, một mặt đề phòng mà nhìn xem bùi huyên, chương 203, vậy là tốt rồi, chiêu dương tự nhiên cũng nghe đến Úc lão thái thái, nàng vô ý thức đem lực chú ý phóng tới bên ngoài đi chỉ nghe bùi huyên ngữ khí ôn hòa mà nói lão thái thái chân chân vĩnh viễn là đồ đệ của ta ta che chở nàng là đương nhiên Úc lão thái thái có chút thất vọng đồng thời tâm lại thả lại chỗ cũ sống đến số tuổi này làm sao có thể không rõ bùi huyên ý tứ lúc đầu nàng cũng cảm thấy nhà mình tôn nữ thông minh về thông minh nhưng cùng bùi huyên từ đầu đến cuối có rất sâu trên lệch đứng tại trưởng bối góc độ nàng cũng không hy vọng thân phận của hai người sẽ có chuyển biến. Bùi Huyên không có minh xác nói qua thân phận của mình, nhưng trải qua mấy ngày này ở chung, lão thái thái rất rõ ràng, Bùi Huyên thân phận không thấp, nàng có tự mình hiểu lấy, am hiểu sâu môn đăng hộ đối đạo lý này, cũng sẽ không nói liều mạng muốn tôn nữ bắt lấy Bùi Huyên, một bước lên mây, nếu không cho dù là thật cả cho Bùi Huyên, tương lai đau khổ vẫn là cháu gái của nàng. Bây giờ Bùi Huyên cho thấy thái độ, thất vọng qua sau lão thái thái càng nhiều hơn chính là cao hứng bởi vì ý vị này cháu gái của nàng tương lai sẽ có một cái rất mạnh mẽ chỗ dựa vậy là tốt rồi tóm lại sư đồ ở giữa truyền ra thứ gì là không tốt không phải lão bà tử ta xem thường tử quân ngươi là chân chân không xứng với ngươi lão thái thái chớ có nói như vậy chân chân rất tốt mà ta làm sư phụ cũng sẽ che chở nàng cả một đời bùi huyên hướng lão thái thái cam đoan Chiêu Dương muốn phục sinh trở về, Bùi Huyên tự nhiên là không có khả năng cưới Úc Chân Chân, nhưng hắn thu Úc Chân Chân làm đồ đệ, khi Úc Chân Chân sống tới về sau, liền cả một đời đều là hắn Bùi Huyên đồ đệ, hắn sẽ trở thành Úc Chân Chân lớn nhất chỗ dựa, chỉ cần Úc Chân Chân chưa làm qua chuyện gì thương thiên hại lý, hắn sẽ lấy sư phụ thân phận hộ nàng cả đời không lo, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lão Thái Thái cười, nàng càng thích dạng này về sau nhà mình tôn nữ cũng coi là có chỗ dựa, không nói khác, chỉ cần bùi huyên lộ ra thân phận của mình, cũng không ai dám đối với mình tôn nữ thế nào, lão thái thái, chân chân không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng. Ta đi trước cho nàng làm chút thanh đạm điểm điểm tâm, đi thôi, chân chân có ngươi dạng này sư phụ, cũng coi là tam sinh đã tu luyện duyên phận, hai người nói xong, tiếng bước chân liền dần dần đi xa. Chiêu Dương không khỏi dơ lên một vòng thanh cạn ý cười. Trưởng công chúa rất vui vẻ, không phải, chẳng qua là cảm thấy dạng này rất tốt. Kỳ thật ngươi có hay không nghĩ tới? Vạn nhất út chân chân sống tới, cậu huyết thích Bùi Huyên, vậy ngươi phải làm sao? Chiêu Dương, út chân chân không phải là người như thế, Bùi Huyên không phải nàng thích loại hình, ngươi xem một chút tưởng Tư Văn, nàng thích hẳn là loại kia hào hoa phong nhã thiếu niên lang. Trưởng công chúa ngươi đang nói đùa sao? Tưởng Tư Văn loại kia cặn bã gọi hào hoa phong nhã. Chí ít tại Úc chân chân biết tưởng tư văn bộ mặt thật trước đó, tưởng tư văn tại trong mắt của nàng chính là như vậy hình tượng, hệ thống bất lực nhã rảnh, tiểu cô nương vẫn là quá đơn thuần. Đại khái là bùi huyên để chiêu dương tâm tình tốt chút, chiêu dương ngược lại là nhiều hơn mấy phần tinh thần, mở ra hệ thống hai tay gửi bán, tiếp tục đi tìm nàng thứ nhất đơn giao dịch, gặp qua mình nguyên bản thân thể về sau, chiêu dương cấp thiết muốn muốn trở về đến thân phận của mình, chỉ có nàng vẫn là trưởng công chúa nàng khả năng quang minh chính đại tìm những người kia tính sổ sách, hai tay gửi bán bên trên bày quầy bán hàng treo thưởng vật phẩm cơ hồ là đã hình thành thì không thay đổi, chiêu dương đã đợi gần hai tháng, trừ ngẫu nhiên nhiều chút không quá đáng tiền vật phẩm bên ngoài, hoàn toàn không có thu hoạch, nhưng chiêu dương không nhục chí, chỉ có thứ nhất đơn giao dịch mức lớn, nàng mới có kiếm càng nhiều điểm tích lũy cơ hội, chương 204, không giống nhau lắm. Chẳng qua hôm nay Chiêu Dương, vẫn như cũ là không thu hoạch được gì, vừa rời khỏi hai tay gửi bán, Chiêu Dương đang nghĩ ngợi đổi cái bản thảo truyền lên, Bùi Huyên đến gõ cửa, Chiêu Dương lúc này mới phát hiện, nguyên lai thời gian đã qua không sai biệt lắm nữa canh giờ, chân chân, lên ăn một chút gì, một hồi ngủ tiếp. Bùi Huyên ôm nhu nói, trước kia không cảm thấy chân chân cái này nhũ danh thế nào, bây giờ tại Bùi Huyên trong miệng nghe được hắn hô chiêu dương bỗng nhiên liền phải hai chữ này giống như nhiều chút không giống nhau lắm ý vị, nha, ái tâm điểm tâm, hệ thống trêu chọc chiêu dương, chiêu dương, nàng không để ý tới hệ thống, lên ra ngoài, bùi huyên tựa tại ngoài cửa, nghe được cửa mở ra thanh âm liền nghiêng đầu nhìn tới, khi một cái chớp mắt bốn mắt nhìn nhau, bùi huyên ánh mắt ôn nhu đến cực hạn, ngủ không ngon, từng, chiêu dương rất nhanh mở ra cái khác mắt, không dám cùng bùi huyên nhìn thẳng, phản phất lại nhìn tiếp sẽ chìm tại trong ánh mắt của hắn ta đi trước rửa mặt chiêu dương cũng như chạy trốn vội vàng vượt qua bùi huyên bùi huyên nhìn qua bóng lưng của nàng đáy mắt ý cười dần dần dày dùng qua điểm tâm về sau chiêu dương liền đi tìm triệu bá hằng học y đến buổi chiều vẫn như cũ là trong nhà luyện chữ hết thảy đều cùng lúc trước không có gì khác biệt khác biệt duy nhất chính là chiêu dương đối bùi huyên tâm tính biến dạng này chỉ chớp mắt lại qua năm ngày trưởng công chúa ngươi văn tại hệ thống lửa, thật nhiều điểm tích lũy khen thưởng cầu đổi mới, chiêu dương vừa mới tỉnh lại, kia buồn ngủ liền bị hệ thống thét lên liền triệt để nhau nhau không có. Ngươi biết những cái kia vị diện túc chủ cho ngươi khen thưởng bao nhiêu điểm tích lũy thúc canh sao, hệ thống vô cùng kích động, đã 10 vạn, chiêu dương cũng bị giật nảy mình, nàng đều là mỗi ngày sắp sửa trước đó mới sửa bản thảo tử truyền đi lên, một ngày hai, ba vạn đổi mới lượng, sau đó liền đi đi ngủ chưa từng có chú ý đếm rõ số lượng theo loại hình. Trưởng công chúa ngươi đại khái muốn tại hệ thống bên trong thành thần, ha ha ha, không có người nào so hệ thống càng vui vẻ hơn. Những cái này khen thưởng điểm tích lũy, nó cũng có ban thưởng, đây quả thực là ngồi nhìn xem điểm tích lũy dâng lên. Sự thật chứng minh, văn tốt có thể phá, chỉ cần ngươi có thể đem một cái cố sự giảng được đặc sắc, cũng không cần cùng gió. Chiêu Dương đã tiến vào hệ thống xem xét, lúc này mới nhìn thấy khen thưởng thu nhập kia, đã nhiều hơn 10 vạn điểm tích lũy, nàng từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, làm được một ngón văn chương hay, viết từ bản thân trải qua cố sự, tự nhiên là càng thêm thuận buồn xuôi gió. Khá nhiều bình luận đều là khen cái này rõ nét cố sự quá kiếm mắt người nước mắt, nhóm tượng viết rất đặc sắc, liền xem như cái chỉ có một câu lời kịch tiểu binh, cũng có máu có thịt, nhìn nhiều những cái kia túc chủ các loại nghịch tập đánh mặt, long ngạo thiên tự truyện dạng này một bản êm tai nói nói một quốc gia biên quan cố sự càng là kích thích vị diện khác túc chủ khó được nhiệt huyết tại hệ thống bên trong nhân khí càng cao xuất hiện tại cái khác vị diện túc chủ hệ thống trang đầu tỷ lệ lại càng lớn trưởng công chúa ngươi nếu là bảo trì tiếp tục như vậy chỉ là cố sự này liền có thể để ngươi kiếm đủ nhu cầu điểm tích lũy để những cái kia chiến tử lộc minh quan tướng sĩ tại chuyện xưa của ngươi bên trong tiếp tục sinh hoạt nếu thật có thể như thế kia là không thể tốt hơn chiêu dương tại cái kia trong chuyện xưa tận lực làm nhạc mình tồn tại để càng nhiều người xem đến là lộc minh quan tướng sĩ anh dũng cùng đại nghĩa nàng vẫn cảm thấy tướng soái cùng binh sĩ thiếu một thứ cũng không được không có tướng soái quả quyết chỉ huy binh sĩ không có sức chiến đấu vụn cát không có binh sĩ tướng soái như thế nào chiến thần tái thế cũng vô pháp chinh chiến thiên hạ trưởng công chúa ngươi phải thêm càng cảm tạ nhiều như vậy khen thưởng. Dạng này cái khác túc chủ sẽ càng thêm ra sức khen thưởng, cái này thưởng nhưng so sánh ngươi cầm đi kiếm tiền chuyển hóa điểm tích lũy càng có lời A, dù sao sinh ra công đức không dễ dàng, mà lại chuyển hóa còn có tỷ lệ, chương 205, vận khí thật nhiều tốt, ngay từ đầu, hệ thống là không nghĩ tới cái khác túc chủ như thế bỏ được dốc hết vốn liếng khen thưởng, dù sao mỗi cái túc chủ điểm tích lũy đều không phải gió lớn thổi tới, cảm thấy đẹp mắt cho ngươi khen thưởng hơn 10 cái điểm tích lũy đã gọi rất cho mặt mũi nhưng hệ thống không ngờ tới chiêu dương trưởng công chúa tự mang quan hoàng vậy mà dựa vào khen thưởng liền phất nhanh ngẫm lại bùi huyên kiếm điểm tích lũy huyết lệ sử hệ thống thay bùi huyên đau lòng thay dĩ vãng tất cả túc chủ bi thương người so với người làm người ta tức chết a à, còn tốt nó chỉ là cái hệ thống ta hết sức chiêu dương không nghĩ làm ẩu nàng muốn trở lại như cũ mỗi một cái nàng quen thuộc người, loại này nằm thu điểm tích lũy cảm giác thực tốt, hệ thống bỉ tư tư đến mình điểm tích lũy chữ số, vừa lòng thỏa ý, lại bắt đầu cảm tạ bùi huyên đưa nó cho chiêu dương, không phải, thật trải nghiệm không đến loại tư vị này, chỉ có thể mỗi ngày nhìn xem hệ khác thống tại bọn hắn hệ thống trong vòng phơi, trưởng công chúa. Bởi vì ta rốt cục cũng có khoe khoang tư bản nha, chiêu dương có chút buồn cười, nàng mở ra bản thảo, bắt đầu sửa chữa, hệ thống căn cứ nàng ý nghĩ tạo ra bản thảo kỳ thật cũng không tệ lắm, chiêu dương chỉ cần trao chút sửa chữa là đủ. Tại chiêu dương thượng truyền lúc, hệ thống tranh thủ thời gian nhắc nhở, trưởng công chúa, không nên quên ở phía sau phục chế những cái kia khen thưởng túc chủ cảm tạ nha, chiêu dương động tác dừng lại, tiếp lấy chiếu hệ thống nói tới đi làm, như hệ thống dự kiến, vừa đổi mới ra ngoài, khen thưởng tin tức lại nhảy ra tài khoản nháy mắt lại nhiều năm ngàn điểm tích lũy, hệ thống, nếu không phải hệ thống không cách nào gian lận, nó đều kém chút hoài nghi là chiêu dương đang bật hắt xoát điểm tích lũy, ô ô ô, đã từng ánh mắt thiển cận ta, bởi vì trưởng công chúa năm cái điểm tích lũy mà lệ nóng danh trồng. Hôm nay ta muốn thu về trưởng công chúa là cái thiết công kê câu nói này, chiêu dương. Đừng tưởng rằng ngươi là hệ thống ta cũng không dám đánh ngươi, hệ thống hậu tri hậu giác mình đắc ý quên hình vậy mà nói lộ ra miệng, trưởng công chúa, ta biết sai, hệ thống co được giảng được, chiêu dương bởi vì một chút doanh thu nhiều như vậy điểm tích lũy, tâm tình tốt không cùng hệ thống so đo, để ngươi cùng út chân chân riêng phần mình trở về vị trí cũ cần 20 vạn, chữa trị thân thể 5 vạn có thể xem nhẹ, hệ thống dừng một chút, khẽ đếm chiêu dương điểm tích lũy, qua, đã 13 vạn ra mặt, cố lên cố lên, biến trở về đi ở trong tầm tay ngươi đại khái là từ trước tới nay cái thứ nhất không kiếm điểm tích lũy thì đã, một kiếm điểm tích lũy chính là người khác mệt gần chết hoàn thành vô số nhiệm vụ ban thưởng, ta nếu là vị diện khác túc chủ, ta đều muốn chua, vận khí tốt. Chiêu Dương Thuận miệng nói, đánh tiếp mở hai tay gửi bán, nàng sửng sốt một chút, tự lẩm bẩm, có lẽ ta thật vận khí rất tốt, đợi lâu như vậy, Rốt cuộc để nàng chờ đến lúc một cái thù lao điểm tích lũy đạt tới hệ thống yêu cầu đại ngạch giao dịch tuyến treo thưởng. Chỉ là cái này treo thưởng cũng không tốt làm, bởi vì cần 50 vạn cái xuất phát từ nội tâm cảm tạ, nhưng chiêu dương vẫn là không chút do dự đón lấy, hệ thống. Trưởng công chúa ngươi không nên nghĩ không ra A, à. tiếp cái này treo thưởng ngươi nếu là không hoàn thành, đến tiếp sau nếu là xuất hiện cái khắc độ khó thấp cao điểm tích lũy treo thưởng ngươi liền không thể đón thêm A. À năm mươi vạn cái cảm tạ mặc dù nhìn xem không phải rất khó nhưng ngươi phải hiểu được số lượng là địa ngục cấp bậc ta chờ không được lâu như vậy lần sau treo thưởng cũng không biết lúc nào xuất hiện ta điều tra ghi chép trừ bùi huyên tuyên bố qua cao như vậy ngạch treo thưởng bên ngoài không còn gì khác mà đây là cái thứ hai năm mươi vạn điểm tích lũy lại khó nàng cũng phải tiếp a điểm tích lũy càng nhiều nàng muốn làm thành sự tình liền càng nhanh thời gian không đợi người nếu là Thái Hoàng Thái Hậu trước hoang, nàng trở lại Hoàng Cung cũng không cách nào để Thái Hoàng Thái Hậu diện một bại lộ khắp thiên hạ bách tính trước mặt. Chương 206, Người biết chuyện, hệ thống liên tục khuyên Chiêu Dương suy nghĩ kỹ càng đón thêm, nhưng Chiêu Dương vẫn không do dự chút nào tiếp treo thưởng, treo thưởng cho thời gian, trong vòng một năm. Nếu là trong một năm không cách nào đạt tới treo thưởng yêu cầu, sẽ bị khấu trừ toàn bộ điểm tích lũy, ai, trưởng công chúa cần gì chứ, bây giờ dựa vào chuyện xưa của ngươi, đại khái cũng có thể kiếm được nhiều như vậy điểm tích lũy, ngươi vì sao không phải cược, cái này cùng ngươi đi vị diện khác thế giới làm nhiệm vụ có cái gì không giống, không giống, đi vị diện khác thời gian, ta không cách nào cam đoan ta tại cái này nhất định an toàn. Bởi vì ta tại cái khác vị diện thế giới thời gian bên trong là không có bất kỳ cái gì ý thức, gà có thế mổ người chết, gà đều có thể trở thành hung thủ, chiêu dương quá có đạo lý hệ thống càng không có cách nào phản bác ai hệ thống thở dài ta không có quá nhiều thời gian đi chờ đợi ai cũng không biết lần sau cao như vậy treo thưởng lúc nào xuất hiện cùng nó liều một cái không nhất định tồn tại khả năng còn không bằng trước nhìn trước mắt chí ít cái này nhiệm vụ với ta mà nói cũng không phải là không cách nào đạt tới ta còn có từ ngươi cái này cần đến y thuật không phải chiêu dương đều nói như vậy hệ thống còn có thể nói cái gì nó chỉ có thể đề nghị mà không thể thay thế Chiêu Dương làm quyết định. Chiêu Dương mặc quần áo trời giường, Bùi Huyên đang ở trong sân luyện công, thần hy vẫy vào trên người hắn, cho hắn giác lên một tầng ánh sáng nhu hòa, làm hắn trên người sát khí cắt giảm không ít, lộ ra ôn hòa vô hại. Bùi Huyên nhìn thấy Chiêu Dương, vẫn như cũ đem bộ kia quyền đánh xong mới thu công dừng lại, chân chân. Hắn hướng Chiêu Dương đi tới, buổi sáng ta thử làm cái đĩa lòng, ngươi nếu không nếm thử đối với những cái này hậu thế đồ ăn, Chiêu Dương vẫn có chút hứng thú, được, Bùi Huyên lập tức tràn đầy phấn khởi đi phòng bếp, Úc Lão Thái Thái khen, tử quân trù nghệ là coi như không tệ, cái này đĩa lòng, cùng phở không sai biệt lắm cách làm, chẳng qua bắt đầu ăn lại là mặt khác một phen hương vị, ừm, hắn rất đủ có thế. Chiêu Dương hướng phòng bếp phương hướng nhìn thoáng qua, từ khi nàng cùng hắn thẳng thắn thân phận về sau, Bùi Huyên đối nàng tựa như không chút nào che lấp, kém chút liền một ngày ba bữa đều muốn tự tay cho nàng làm trước đó chiêu dương rất khó tưởng tượng cái này kinh thành tiếng xấu truyền xa hoàng khố sẽ làm loại sự tình này chính là người bình thường nhà trừ phi trong nhà không có nữ nhân nếu không cũng sẽ không tới gần phòng bếp nửa bước chân chân hắn là sư phụ ngươi đối ngươi tốt là bởi vì ngươi là đồ đệ không phải đạo lý hiển nhiên biết sao húc lão thái thái thừa cơ cho chiêu dương giảng đạo lý chiêu dương nói ta sẽ không Lão Thái Thái là cái người biết chuyện, liền sợ bùi huyên phụ nhà mình tôn nữ. Nói thật, giống Lão Thái Thái dạng này nhìn thẳng vào mình cùng người khác trên lệch người không nhiều, chí ít chiêu dương là không chút thấy qua. Trong kinh thành, chỉ cần là cái trèo lên trên cơ hội, dù là bán đi trong nhà cô nương cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Trong mắt bọn họ chỉ có lợi ích, chí vô thân người, đó là cái gì? Người minh bạch liền tốt. Lão Thái Thái tự ái sờ sờ chiêu dương đầu, nàng càng xem nhà mình tôn nữ càng làm người khác ưa thích, chúng ta không thể đem cái gì đều coi là đương nhiên, tử quân dạy ngươi bản lĩnh, để ngươi cả đời hưởng thụ, hắn không nợ chúng ta biết sao, lấy chồng là đến nhà khác làm nàng dâu, nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ là hoàn toàn khác biệt, lão thái thái xuất phát từ nội tâm yêu thương tôn nữ, không hy vọng tôn nữ nhận nửa điểm bỉ khuất, nãy nãy, ta sẽ không, ngươi yên tâm đi, chờ út chân chân sống tới có lẽ sẽ sợ hãi Bùi Huyên cũng không nhất định, nàng đơn thuần như vậy một cô nương, tưởng tư văn cho nàng mang tới tổn thương như thế lớn, về sau khó tránh khỏi sẽ có bóng tối, chương 207, chỉ vào mình không phải người, đến, chân chân nếm một chút. Tại Chiêu Dương cùng Lão Thái Thái nói chuyện thời gian, Bùi Huyên làm tốt đĩa lòng, bưng ra, không có cái mới xuất hiện thịt, Bùi Huyên chỉ thêm trứng gà, lại xối bên trên chính hắn làm tương liệu, chính là nghe cũng làm cho người khẩu vị mở rộng. Chiêu Dương biết loại này phấn, nhưng ăn còn là lần đầu tiên ăn. Dù sao Úc gia làm phở đã loay hoay xoay quanh, Chiêu Dương không nghĩ lại thêm phiền. Thế nào? Bùi Huyên rất để ý nàng đánh giá, còn có thể a? À, rất tốt. Chiêu Dương đúng trọng tâm đánh giá. Bùi Huyên lập tức cười. Vậy còn muốn a? À, không, ta đã đủ. Chiêu Dương đối cái gì cũng có độ, lại thích đồ ăn cũng sẽ không một mực ăn không ngừng. Tử quân, cái này để lòng, ngươi là thế nào suy nghĩ ra được? Nhìn xem các ngươi làm vỡ, ý tưởng đột phát, ngược lại là không nghĩ tới vậy mà cũng thành, vẫn là nhờ có chân chân, không phải ta cũng nghĩ không ra được. Trước khi ngươi để bùi huyên cổng nồi, hiện tại bùi huyên ngược lại là trái lại để ngươi lưng, hệ thống trò cười chiêu dương, chiêu dương. Ngươi nếu là người, sớm muộn cũng sẽ bị bùi huyên đánh chết, hệ thống hắc hắc cười gian, khi quá tiếc nuối, đánh không được đây, đừng nghĩ vào mình không phải người, cứ như vậy muốn ăn đòn. Vẫn là trẻ tuổi tốt lắm, đầu óc xoay chuyển nhanh, không giống chúng ta những lão nhân gia này, cuốn tại phòng bếp cả một đời cũng nghĩ không ra những thứ này. Đầu này, hút lão thái thái cùng bùi huyên cảm thán đối lão thái thái, các ngươi mỗi ngày dạng này hướng trên trấn đưa phở trên đường lãng phí thời gian cũng nhiều. Làm sao không suy tính một chút đến trên trấn hoặc là trong thành thuê cái tòa nhà đâu dạng này không chỉ có thuận tiện, còn có thể để phở mới mẻ hơn. Cái này sự tình ta cùng hài tử cha hắn thương lượng qua, là có quyết định này đem đến bên ngoài, còn có, các ngươi kỳ thực hiện tại có thể thu tiên nhân cỏ phơi khô, chờ cỏ này không có, các ngươi cũng sẽ không làm không ra bánh đúc đậu, bùi huyên đều là vì chiêu dương mới quản Úc gia những cái này vụn vặt sự tình, hắn cũng hy vọng Úc gia càng ngày càng tốt, để chiêu dương an tâm, chân chân, cái kia cỏ phơi khô còn có thể làm bánh đúc đậu sao? Lão Thái Thái nhìn về phía Chiêu Dương, Chiêu Dương gật gật đầu, ừm, có thể. Hiện tại có thể chuẩn bị lên, ra bên ngoài thu tiên nhân cỏ, chính chúng ta phơi cũng được, thành, các ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền để các nàng hướng nhà mẹ để nói một chút, thu nhiều một chút dự sẵn. Lão Thái Thái cười ha hả đứng dậy, đi ra ngoài, Úc gia chỉ còn lại Chiêu Dương cùng Bùi Huyên hai người, chiêu dương nhỏ giọng nói lên treo thưởng sự tình bùi huyên nghĩ đến mình đã từng phát qua treo thưởng mặc dù đã mất đi hiệu lực nhưng là ghi chép còn tại chân chân ngươi thấy rồi chiêu dương giật mình lập tức kịp phản ứng bùi huyên chỉ là cái gì nhìn thấy cử chuyển hoàng hồn đang là cho ta sao đáng tiếc treo thưởng thất bại bùi huyên thở dài cái này cử chuyển hoàng hồn đang là hắn trước kia làm nhiệm vụ thời điểm nhìn thấy vốn cho rằng vị diện khác thế giới cũng có rất đáng tiếc treo thưởng thời gian đến, hắn đều không có đụng tới, nếu là lúc trước có thể tìm tới cửa chuyển hoàng hồn đan Chiêu Dương lúc ấy sẽ không phải chết, chẳng qua là hắn làm chuyện gì giống như vận khí đều kém chút, ví dụ như sống lại trở về, lại là tại Chiêu Dương sắp chiến tử thời gian tiết điểm, dù là hắn không muốn sống đuổi, vẫn là chậm một bước, bây giờ cùng thành công cũng không có khác nhau không phải, Chiêu Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp lấy đem chủ đề chuyển tới treo thưởng bên trên. Chúng ta thật lâu mới đợi đến cái này cùng ngươi khi đó ra giá đồng dạng treo thưởng, ta tiếp. Bùi Huyên rất lo lắng Chiêu Dương treo thưởng nguy hiểm. Cái gì treo thưởng? 50 vạn cái cảm tạ. Chương 208, lấy thân báo đáp liền tốt, Bùi Huyên lại cười, còn tốt, cái này dễ dàng, dễ dàng. Bùi Huyên có phải là đối với mình trong lòng không có điểm số a. Chiêu Dương còn chưa nói cái gì, hệ thống trước hết nổ, 50 vạn không phải 50 cái. Ngươi cảm thấy dễ dàng. Chiêu Dương cũng hỏi lại, từng chỉ cần lộ ra ngươi trưởng công chúa thân phận, ngươi nói 50 vạn cái cảm tạ tính là gì? Tại Bùi Huyên xem ra, lại không có so Chiêu Dương lại càng dễ đạt được cái này 50 vạn cái cảm tạ. Đại Tấn Bách tính sao mà nhiều, ủng hộ trưởng công chúa ngàn ngàn vạn vạn, nếu là biết trưởng công chúa còn sống, 100 vạn cái cảm tạ cũng không phải vấn đề a. À. Chân chân, 50 vạn không khó, ngươi tạm chờ." cái này sự tình giao cho ta là được. Chiêu dương lúc đầu muốn cự tuyệt, nhưng nàng thiếu bùi huyên nhân tình đã trả không hết, cũng không kém điểm này. Huống chi, nàng cũng cấp thiết muốn muốn khôi phục thân phận, làm như vậy sự tình mới dễ dàng hơn, cũng sẽ không liên lụy đến Úc gia, ngươi thật đúng là tin bùi huyên. Hắn cũng không có ngươi vận khí này, ngươi giao cho hắn còn không bằng chính ngươi đi làm, nói không chừng hoàn thành phải mau mau, không phải, hệ thống không có nói đi xuống bùi huyên vận khí là thật lưng nếu không phải trí dũng song toàn dựa vào thực lực nói chuyện đã sớm tại những cái kia nhiệm vụ cửu tử nhất sinh bên trong bị xóa bỏ có lẽ hắn có thế nhiễm phải vận may của ta đâu chiêu dương cùng hệ thống nói lời này cũng liền chính ngươi tin dù sao ta không tin bùi huyên vận khí chỉ cần hơi rất nhiều đời này cũng không cần quanh đi quẩn lại nhiều như vậy công có đôi khi vận khí thật rất trọng yếu a à. Chiêu Dương đáp ứng Bùi Huyên, hệ thống chỉ còn thở dài một tiếng, nó có loại dự cảm không tốt, trưởng công chúa phục sinh kế hoạch có thể muốn bị Bùi Huyên chậm trễ. Bùi Huyên đáy mắt ý cười dần dần dày, chân chân, ta rất vui vẻ, bởi vì tín nhiệm của ngươi. Chiêu Dương sửng sốt một chút, sau đó bên tai có chút phát nhiệt, thiếu ngươi quá nhiều cũng trả không hết, không kém điểm ấy, không muốn nói như vậy. Bùi Huyên vô ý thức đưa tay sờ sờ đầu của nàng, ngươi rất tốt, đây là ta cam tâm tình nguyện, chiêu dương đối đầu ánh mắt của hắn, tại vẫn là trưởng công chúa những năm kia, người bên ngoài nhìn nàng, trừ kính sợ chính là kinh thường, nàng còn chưa hề lại trong mắt người khác nhìn thấy như là ôn nhu vật như vậy, mà bùi huyên hiện tại chính là, chiêu dương xa lại đồng thời, nhịp tim lại có chút mất tự, một cái nam nhân vì nàng làm nhiều như vậy, đại khái thật là vận khí của nàng đi, ai nha, trưởng công chúa ngươi đây là bằng thực lực có được hay không? ai bảo người ta bùi thế tử đối ngươi vừa thấy đã yêu gặp lại cảm mến ba thấy nguyện lấy thân báo đáp đâu chiêu dương lạnh lùng phản bác ngươi đổi nghề đi làm hồng nương hệ thống đi có thể chỉ cần trưởng công chúa cái này đơn thành ta có thể hướng chủ thần hệ thống thỉnh cầu đổi nghề chiêu dương những cái kia già mồm chiêu dương đối bùi huyên hỏi ra hắn vì nàng làm đối nàng tốt nàng toàn diện ghi ở trong lòng đến tương lai mới hảo hảo trả lại còn cái gì trả lấy thân báo đáp liền tốt cái này nhất định là Bùi Huyên mong muốn nhất ban thưởng. Trưởng công chúa, ngươi gả ai không phải gả, chỉ có cái này nam nhân không phải nhìn trúng thân phận của ngươi đối ngươi tốt, có lẽ ngươi đời này có thể gặp được rất nhiều thích ngươi người, nhưng vì ngươi làm được loại tình trạng này, cũng chỉ có Bùi Huyên, Chiêu Dương thừa nhận, hệ thống nói là đúng, liền nàng phụ hoàng cũng làm không được Bùi Huyên như thế, dùng mệnh đổi một lần nàng cơ hội sống lại, sau này hãy nói đi loại sự tình này ai cũng không thể tùy tiện kết luận. Hệ thống cười gian, đây không phải sau này hãy nói, mà là trưởng công chúa không biết mình động tâm, Bùi Huyên cùng trưởng công chúa tương lai có hy vọng a. À, chương 209, hãm hại ngươi, Bùi Huyên động tác rất nhanh, chỉ dùng 3 ngày, liền để quan phủ sẽ bị cắt xén tiền trợ cấp cấp cho xuống dưới, nhưng cái này giới hạn trong mang hưng huyện, về phần địa phương khác, Chiêu Dương không nhìn thấy, cũng vô pháp biết được, nhưng nàng sốt ruột cũng vô dụng, nàng hiện tại chỉ là út chân chân, cũng không có thân phận cùng tư cách nhúng tay những cái này triều đình đại sự, chân chân, ta phải hồi kinh một chuyến. Chạng vạn tối thời điểm, Chiêu Dương đang luyện chữ, Bùi Huyên tại bên cạnh thấp giọng nói, bị cắt xén tiền trợ cấp đếm không hết, binh bộ bên kia không nói nên lời, chỉ có ta ra mặt đi náo, hộ bộ cùng lão yêu bà mới có thể kiên kỵ, vậy ngươi trở về cẩn thận, thái hoàng thái hậu sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi thậm chí sẽ cho ngươi bệnh tội danh hãm hại ngươi ngươi là đang lo lắng ta à ta rất vui vẻ chẳng qua ngươi yên tâm trước kia lão yêu bà đối phó không được ta hiện tại càng thêm không được nàng sợ hãi trong tay của ta binh quyền chính là bởi vì sợ hãi cho nên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem binh quyền lấy tới chiêu dương càng muốn nói hơn chính là Thái Hoàng Thái Hậu rất có thể lấy hắn chiến công hiển hách làm lý do cho hắn chỉ hôn hoặc là đưa nữ nhân cho hắn, từ đó nhìn chầm chầm hắn, nghĩ đến đây sự tình, Chiêu Dương trong lòng liền có chút không thoải mái. Đại khái là quen thuộc Bùi Huyên nuôi nam sủng cái này sự tình, nếu là Bùi Huyên bên người bỗng nhiên nhiều nữ nhân, nàng phi thường không quen. Hệ thống, tình cảm trì độn đến trưởng công chúa mức này, Bùi Huyên thật sự là viết kép bi kịch A, đổi lại người bên ngoài, khả năng đều đang suy nghĩ mình đối Bùi Huyên là cảm kích vẫn là tình cảm, trưởng công chúa ngược lại tốt, hy vọng người ta một mực nuôi nam sủng, xin nhờ trưởng công chúa tỉnh, người ta Bùi Huyên nuôi nam sủng chính là vì không bị những cô nương kia để mắt tới a, à. cũng mặc kệ hệ thống làm sao nhã rảnh, Chiêu Dương vẫn là không có hướng phía trên này nghĩ, binh đến tướng trắng, nước đến đất chặn, lão yêu bà đối ta làm không là cái gì, nhất là nàng thường dùng mánh khóe, ở ta nơi này lên không được hiệu quả. Bùi Huyên cũng biết Thái Hoàng Thái hậu thích dùng tứ hôn ép người khác một đầu, người khác khả năng khuất phục, nhưng hắn Bùi Huyên sẽ không. Dù sao hắn nhưng đã từng là uy hiếp qua lão yêu bà mới xuất binh tiếp viện. Lão yêu bà nếu là dám cao như vậy nhìn mình, hắn sẽ lập tức để nàng biết nàng liền cái đồ chơi cũng không bằng. Cẩn thận mới là tốt. Nàng tại triều đình kinh doanh nhiều năm, cũng không phải không có chút nào thế lực, đừng quên cái kia An Thân Vương ta sẽ để cho ngươi thấy, lão yêu bà không làm gì được ta. Chân chân, ta sẽ đích thân tới đó ngươi hồi kinh, tốt, ta sẽ quan minh chính đại dùng thân phận của mình trở về, các ngươi đang nói chuyện gì? Tới ăn một chút gì? Lão Thái Thái nhìn thấy hai người góp phải gần như vậy, hải hùng khiếp vía, sợ mình tôn nữ đối bùi huyên động tâm, chiêu dương có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể để bút xuống đi qua. Lão Thái Thái làm đậu phộng bánh tráng, vừa mới nổ ra đến lại hương lại giòn không thích ăn ăn vặt chiêu dương cũng ăn hai cái có ăn ngon hay không lão thái thái cười hít mắt nhìn xem hai người lão thái thái tay nghề càng ngày càng tốt cái này đều sau so bên ngoài bày quầy bán hàng ăn ngon bùi huyên tán dương lão thái thái mặt mày hớn hở rất là cao hứng nhưng ngoài miệng đi phủ nhận nơi nào nơi nào ngươi khoa trương làm sao so ra mà vượt người ta chuyên môn làm cái này chẳng qua ngươi nếu là thích liền ăn nhiều mấy cái cái này bánh bột ngô lạnh liền không giòn chân chân ngươi cũng ăn bùi huyên cầm một khối đưa tới chiêu dương có hai khối đã đủ rồi nàng không muốn ta đã ăn được không cần lão thái thái mặt mày hớn hở rất là cao hứng nhưng ngoài miệng đi phủ nhận nơi nào nơi nào ngươi khoa trương làm sao so ra mà vượt người ta chuyên môn làm cái này chẳng qua ngươi nếu là thích liền ăn nhiều mấy cái cái này bánh bột ngô lạnh liền không giòn, chân chân ngươi cũng ăn. Bùi huyên cầm một khối đưa tới, chiêu dương có hai khối đã đủ rồi, nàng không muốn, ta đã ăn được, không cần, chương 210, ngay thẳng, ngươi muốn đi đâu. Lão thái thái có chút ngoài ý muốn, ta không biết chữ, nếu không để bá hằng nhìn xem, hồi nhà một chuyến, khi đến lúc đó lão thái thái thu xếp đi, trưởng công chúa kỳ thật không cần luyện chữ, nhưng dưới mắt có chút mặt ngoài công phu vẫn là phải làm, mà lại Bùi Huyên cùng trưởng công chúa có dạng này bí mật, Bùi Huyên cũng rất là yêu thích. Úc lão thái thái nghĩ nghĩ, tử quân đây là muốn trở về thành thân sao, còn không có nhanh như vậy, muốn chờ chút thời gian, ta chính là nhận được tin tức nói cô nương kia sinh bệnh, cho nên muốn trở về nhìn xem. Úc lão thái thái lập tức lòng tràn đầy yêu thích, kia là phải nhanh đi về, đừng để người cô nương chờ lâu tâm lạnh, quá tốt, nàng tôn nữ không cần suy nghĩ nhiều, bùi tử quân muốn thành hôn, lão thái thái nụ cười giấu đều giấu không được, chiêu dương thấy thế, có chút bất đắc dĩ đồng thời, lại ao ước út chân chân, bởi vì người nhà của nàng là thật tâm chân ý vì tốt cho nàng, chờ ta thành thân, sẽ mời lão thái thái đi uống một chén, vậy thì tốt quá, liền chờ ngươi tin tức tốt. Nói đến, tử quân ngươi cũng hẳn là có chừng hai mươi đi. Bây giờ còn chưa thành thân, người trong nhà không thúc cô nương kia trước đây ít năm một mực bệnh nặng nàng lại không nguyện ý liên lụy ta liền một mực kéo dài đến bây giờ tử quân là cái hảo hài tử bùi huyên nghe vậy ánh mắt cùng chiêu dương đối đầu ý cười dần dần dày ánh mắt của hắn quá mức ngay thẳng đến chiêu dương nhịn không được mở ra cái khác mắt khuôn mặt nhỏ có chút nóng lên bùi huyên là tại nửa đêm trời đi ngưu đầu thôn chiêu dương cũng là ngày thứ hai lên không thấy bùi huyên mới biết được bùi huyên đã lên đường hồi kinh đại khái quen thuộc mỗi sáng sớm có bùi huyên cùng một chỗ bồi tiếp chỉ đạo luyện võ hiện tại thiếu hắn chiêu dương ngược lại là cảm thấy có chút không quen chẳng qua bùi huyên đem trương đại phương lưu lại âm thầm che chở úc gia cứ như vậy chiêu dương tại tập võ luyện chữ học y trúng qua một tháng trong lúc đó bùi huyên vẫn không có tin tức truyền đến mà úc gia bởi vì bận không qua nổi hiện tại từ ngưu đầu thôn chiêu ba cái làm giúp một tháng hai lượng bạc tiền công, ngược lại để những người khác hâm mộ không được. Ba người này đều là lão thái thái lựa đi ra, phẩm tính tốt, làm việc lại chịu khó, chủ yếu nhất là sẽ không tới chỗ đối ngoại nói lung tung. Đương nhiên, cũng có người hiểu rõ phở làm thế nào, nhưng coi như đối phương tiện nghi chút, mọi người cũng phần lớn thích tại Úc Gia mua. Dù sao Vương Linh Chi kia việc sự tình đã để đám người sợ, ai cũng không biết cái này tiện nghi chút phở có phải là dùng trần lương làm, ăn có thể hay không trúng độc chiêu dương cũng lục tục ngo ngoe đi theo triệu bá hằng ra ngoài làm nghề y ngẫu nhiên gặp được triệu bá hằng không có cách nào bệnh chiêu dương còn từ đó giả vờ như lơ đã nhắc nhở triệu bá hằng để triệu bá hằng lấy ra cái trị phần ngọn trị tận gốc đơn thuốc chân chân a à, ta trước kia không tin có thiên phú hiện tại gặp được ngươi ta tin ngươi lúc này mới đi theo ta học y bao lâu có đôi khi đầu óc so sư phụ còn liên quan không phải sư phụ ta chỉ là trí nhớ tốt tại trong sách thuốc nhìn thấy qua cái này chứng bệnh ghi xuống mà thôi ngươi để ta cho bọn hắn cho toa thuốc ta là vạn vạn không dám lấy thiên phú của ngươi rất nhanh liền trước tiên có thể bắt đầu trị đơn giản một chút chứng bệnh chân chân sư phụ thật sự là gặp may mắn a à. nhặt được ngươi như thế cái hảo đồ đệ chiêu dương cười cười là sư phụ có phương pháp giáo dục ha 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 ngươi đừng lừa gạt sư phụ Sư phụ rất rõ ràng mình bản lãnh gì, có thiên phân là chuyện tốt, nhưng không muốn kiêu ngạo, mà lại học y nhất định phải chú ý cẩn thận, nhất định không thể chủ quan, biết sao, sư phụ dạy bảo ta sẽ nhớ kỹ trong lòng, tuyệt không dám có một lát quên, có lẽ tương lai sư phụ còn muốn dính chân chân quan nha. Chương 211, ngươi thật không dễ dàng, nhìn xem Triệu Bá Hằng trên mặt kiêu ngạo, chiêu Dương Tâm một chút liền ấm, phải biết tại hoàng cung thời điểm vô luận nàng làm được cỡ nào tốt cũng không ai sẽ tán thành nàng thậm chí sẽ chỉ trăm phương ngàn kế trêu chọc người người đều ao ước nàng có trưởng công chúa chi tôn nhưng phía sau lòng chua xót lại không người biết được chiêu dương nghĩ nghĩ đối triệu bá hằng nói sư phụ có chuyện ta một mực giấu giếm ngươi trí nhớ của ta lúc tốt lúc xấu cũng không biết tương lai sẽ có hay không có ảnh hưởng gì tại sao lại dạng này ta nhìn thân thể ngươi không việc gì nha Đại khái là liên tiếp hai lần đụng vào đầu, làm bị thương, bình thường cũng là không cảm giác được có gì không ổn, chính là ký ức ngẫu nhiên rối loạn, có đôi khi chính ta cũng không biết mình là ai, như thế không pháp trị, vậy tương lai ngươi nếu là cảm thấy mình không thích hợp, cũng không cần cho người ta chữa bệnh, để tránh ra cái gì sai lầm, nhưng y thuật vẫn là muốn thật tốt học. Có bản lĩnh thần y, cái nào không có mấy phần tính tình. Người khác không dám nói ngươi cái gì triệu bá hằng ngược lại là thay chiêu dương nghĩ đến chu đáo chiêu dương cùng hắn nói như vậy là hy vọng tương lai út chân chân sau khi trở về không đến mức quá mức đột ngột để người hoài nghi út chân chân cái gì ta sẽ chú ý chẳng qua chuyện này hy vọng sư phụ không muốn cùng ta người nhà nói ta sợ bọn hắn lo lắng yên tâm đi ngươi nói cho sư phụ cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ sư phụ sẽ không nói nhiều sư phụ trở về lật qua sách thuốc nhìn xem có hay không biện pháp trị, tạ ơn sư phụ, ngưu đầu thôn người đại đa số đều rất thuần phát, cùng chiêu dương nửa đời trước đối người tâm nhận biết hoàn toàn tương phản, nàng rất thích những thôn dân này, đối mặt bọn hắn rất nhẹ nhàng, không cần mỗi nói một chữ đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, để tránh để người hiểu lầm, nàng cái này trưởng công chúa mỗi một bước đều là đi tại trên mũi đao, không cách nào tùy ý làm bậy, chỉ có tại ngưu đầu thôn khoảng thời gian này là nàng nhân sinh cách âm mưu quỷ kế xa nhất thời gian, cảm nhận được cái gì cái gì gọi là bình thản là phúc, xem hết bệnh nhân ra tới, bệnh nhân đối Chiêu Dương cùng Triệu Bá Hằng thiên ân vạn tạ, bọn hắn đều là người nghèo, bệnh không dậy nổi cũng xem thường, đây là kéo tới thực sự không có cách, mới cầu đến Triệu Bá Hằng tới trước mặt, vốn cho rằng trả không nổi tiền xem bệnh sẽ bị cự tuyệt, không nghĩ tới bọn hắn không chỉ có đến, cũng tốt bụng để bọn hắn chậm rãi đem tiền xem bệnh trả lại không sai, không phải không thu, là cho thời gian bọn hắn đi tích lũy số tiền kia, cũng không phải là bọn hắn không có đồng tình tâm, mà là mở cái này tiền lệ lời nói, đã có một lần tức có lần thứ hai, đại phu chăm sóc người bị thương, nhưng không thể một mực hướng bên trong bổ khuyết, may mắn trưởng công chúa lúc trước ngươi lựa chọn học y, những ngày này ngược lại là nhìn xem cảm tạ người từng ngày gia tăng, mặc dù chậm chạp, mà lại khoảng cách 50 vạn còn rất xa. Nhưng thời gian không phụ người hữu tâm, người khẳng định sẽ thành công, so sánh với những cái này cảm tạ, ta càng hy vọng bọn hắn vô tai vô nạn vô bệnh không đau nhất. Chiêu dương thật tâm nói, lại không có khỏe mạnh càng quý giá, hệ thống thở dài, nó nhớ kỹ có một nhiệm kỳ túc chủ vì kiếm lấy điểm tích lũy, bên ngoài là vì mọi người tốt, nhưng trên thực tế nội tâm rất âm u, ước gì tất cả mọi người không may, để cho hắn trở thành chú cứu thế đứng ra. Trưởng công chúa không giống, trưởng công chúa là thật tâm, hy vọng mỗi người đều tốt. Tại hoàng cung lớn lên, còn có thế bảo trì dạng này một viên thiện lương tâm. Trưởng công chúa ngươi thật không dễ dàng. Chiêu Dương cười, ta cũng có ác độc thời điểm, chỉ là ngươi không biết thôi. Mỗi người đều có mình tâm tư, nàng đã từng âm u hy vọng Thái Hoàng Thái hậu chết đột ngột, ba phen mấy bận đều nghĩ xuống tay chơi chết nàng, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống nàng không hy vọng đệ đệ của mình trở thành đầy phụ bêu danh đế vương. Chương 212, chính cống người tốt, thành như hệ thống lời nói, chiêu dương trời sinh vận khí tốt, nàng biên quan chuyện cũ nhảy lên trở thành hệ thống được hoan nghênh nhất cố sự, ngắn ngủi trong nửa tháng, điểm tích lũy khen thưởng đã đem gần 10 vạn, mà lại bởi vì nhóm tượng viết quá đặc sắc, phản phất đem biên quan thủ tướng thường ngày đều đem đến vị diện khác túc chủ trước mặt đồng dạng một chút từng có qua tòng quân trải qua túc chủ bị chiêu dương đã động phải dường như lại trở lại cùng huynh để ném đầu lâu vẫy nhiệt huyết đi qua cho nên bọn hắn rất hào phóng chiêu dương thuộc hạ bị nàng rất sống động viết tại trong chuyện xưa về phần bản thân nàng lại vẹn vẹn lộ diện qua mấy lần liền danh tự đều không có cũng chỉ là lấy trưởng công chúa làm xưng hô cho nên túc chủ nhóm đối nàng ấn tượng không thắt sâu nhưng đối cái khác nhân vật lại thích đến không được chiêu dương tính một cái nếu như chiếu hiện tại xu thế xuống dưới, lại có nửa tháng, điểm tích lũy đại khái liền đủ đổi nàng cùng út chân chân ai về chỗ nấy. Đến lúc đó liền muốn rời khỏi út gia, phần này ngắn ngủi ấm áp chỉ có thể lưu tại trong nội tâm nàng. Về sau chính là muốn chiếu cố út gia nàng cũng không thể lại ra mặt, bởi vì không thể cho út gia mang đến phiền phức. Thân phận của nàng vị trí lập trường dẫn đến nàng đối mặt đều là nội tâm hiểm ác người, út chân chân nên dạng này vô ưu vô lự sống hết đời tự tại cửa hàng sách trưởng quỹ Lý Nguyên Đông ngược lại là tới tìm Chiêu Dương nhiều lần, nghịch thiên, trước nay chưa từng có hoan nghênh trình độ, để Lý Nguyên Đông không kịp chờ đợi muốn ấn chuyện xưa mới. Chiêu Dương đem mặt khác hai bản cũng chia thành 10 sách, cắt cho Lý Nguyên Đông hai sách, nguyên bản Chiêu Dương là nghĩ trực tiếp đem 10 sách đều cho hắn, nhưng là bị hắn cự tuyệt, 10 sách đều ở ta nơi này, sẽ có mất trộn nguy hiểm, đến lúc đó người bên ngoài cầm đi, giả mạo là mình viết, được không bù mất. Tuy nói mặt hiên các trưởng quỷ biết lời này sách là ai cho Lý Nguyên Đông, nhưng hắn lại không có can đảm lại đến tìm chiêu dương phiền phức, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Nguyên Đông kiếm đồng tiền lớn, nện đủ bỗng nhiên sau lưng hối hận không thôi, chân chân cô nương, lời này sách đều không phải ngươi viết sao. Bút danh một lần cùng một lần khác biệt, nhìn xem lối hành văn liền biết, đây không phải xuất từ một nhân thủ, về phần ta làm sao cầm tới lời này sách, trưởng quỷ không muốn quan tâm quá nhiều, đây là bí mật của ta, cố sự sáng tác người cũng không muốn bị người biết thân phận của mình. Ha ha ha, minh bạch minh bạch, ta không phải muốn truy nguyên, chính là muốn để chân chân cô nương chuyển cáo sáng tác người, có thể tiếp tục viết loại này cố sự, đợi đến cuối năm, ta sẽ mặc khác lại cho một bút bạc, ngươi xem coi thế nào. Vậy ta cùng bọn hắn thương lượng một chút, nếu là bọn họ còn nguyện ý tiếp tục viết, vậy liền đều cho trưởng quỹ, sẽ không lại tìm người bên ngoài hợp tác liền thích cùng chân chân cô nương sảng khoái như vậy người làm ăn mặc dù ta thích nhìn thoại bản tử nhưng lại không yêu vẻ nho nhã kia một bộ ngươi đưa cho ta sách nhìn thấy người nhiệt huyết sôi trào lại sảng khoái nếu như còn có thoại bản tử ta nhất định sẽ đưa đi cho trưởng quỷ bạc là đồ tốt vậy ta chờ chân chân cô nương tin tức tốt lý nguyên đông sau khi đi hệ thống hỏi chiêu dương trưởng công chúa ngươi bây giờ điểm tích lũy nhiều như vậy đổi mấy quyển ra ngoài cũng có thể a à? tới như thế nhẹ nhàng linh hoạt luôn luôn để người hoài nghi đúng ta dùng những lời này sách kiếm được bạc có thể cho nguyên tác giả hối đoái đi qua sao đương nhiên có thể chẳng qua chỉ có thể dùng tiền của phi nghĩa hình thức còn cho tác giả ví dụ như trúng thưởng loại hình đều được ta không thể lấy không đồ của người khác đem ta đoạt được lợi nhuận bảy thành còn cho viết chuyện xưa nguyên tác giả nhiều như vậy vị diện túc chủ giống trưởng công chúa dạng này cầm đi đổi tiền chỉ có trưởng công chúa còn nhớ rõ chia cho nguyên tác giả A, hệ thống cảm thán khó trách nàng nguyên thủy điểm tích lũy cao như vậy, nàng là cái chính cống người tốt. Chương 213, là ta muốn vì ngươi làm, chiêu dương không nghĩ tới, bùi huyên lần này rời đi, vậy mà là xuất lĩnh đại quân thải Hoàng Hồi Triều, hơn nữa còn làm cho Thái Hoàng Thái Hậu hạ ý chỉ, chiếu lệnh thiên hạ bách tính vì đền nợ nước tướng sĩ để tan năm ngày. Công trưởng đem tin tức này truyền đạt đến các nhà các hộ thời điểm, ngay tại sao chép sách thuốc chiêu dương dừng lại, hai tay ngăn không được có chút phát trung, để tan năm ngày, những cái kia vì nước mà chiến anh linh, rốt cuộc đã đợi được, chiêu dương ngửa đầu, đem nước mắt bước trở về, đây chỉ là bắt đầu, trừ để những người kia để tan, còn muốn bắt bọn hắn đầu đi tế điện anh linh, nguyên lai thế tử nói đơn giản là cái này, hệ thống bỗng nhiên nói chuyện. Chiêu Dương trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, gần đây cảm tạ từ từ dâng lên, không phải liền là hạ chiếu lệnh về sau, cả nước trên dưới đều nhớ tới trưởng công chúa ngươi, cảm kích trưởng công chúa sao, 50 vạn cái cảm tạ, ở trong tầm tay, chiêu dương nắm chặt song quyền, đợi nàng cùng út chân chân ai về chỗ nấy, nàng liền phải giết trở lại kinh thành đi, ai cũng đừng nghĩ ngồi tại các tướng sĩ thi cốt bên trên, tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý. Quốc gia người đều cảm thấy nhà bọn hắn chân chân là lạ. Quốc tang kia mấy ngày, nàng một thân quần áo trắng, chỗ nào đều không đi, liền quỳ gối vì những cái kia đền nợ nước tướng sĩ sở thiết tế đàn trước, thẳng đến để tan kết thúc. Từ sau lúc đó, nàng cả người đều biến, không còn giống trước đó như vậy hoặc bác, thậm chí ẩn ẩn mang theo để người ngắm mà sinh ra sợ hãi khí thế, treo thưởng cần thiết 50 vạn cảm tạ đã vượt mức hoàn thành. Chiêu dương đạt được 50 vạn điểm tích lũy, tăng thêm những cái kia khen thưởng cái gì, hiện tại tổng điểm tích lũy đã có 800 ngàn. Chiêu Dương một mực chờ Bùi Huyên trở về. Dù sao cất giữ nàng thân thể ban đầu địa phương là Bùi Huyên, chỗ ấy có trọng binh trấn giữ, nàng không muốn bị người nhìn thấy nàng khởi tử hoàng sinh bí mật. Đang chờ Bùi Huyên khoảng thời gian này, Chiêu Dương chết không ít sách thuốc, đến lúc đó rời đi ngưu đầu thôn đem sách thuốc đưa cho Triệu Bá Hằng. Bùi Huyên là tại quốc tăng phần sau tháng trở về, hơn nửa đêm gõ Chiêu Dương cửa sổ. Chiêu Dương còn chưa ngủ, nghe được động tĩnh này lập tức đứng dậy đi qua, có chính làng đều không có phát giác bức thiết đẩy ra cửa sổ chiêu dương nhìn thấy phong trần mệt mỏi bùi huyên trái tim kia một chút yên ổn xuống dưới trở về nha chiêu dương cười nhìn qua hắn bùi huyên ngày đêm đi đường nhìn thấy chiêu dương nháy mắt tất cả kiệt sức đều biến mất hầu như không còn hồi kinh lại nguy hiểm đều đáng giá từng um, ta trở về bùi huyên thanh âm ôn nhu chân chân ta khác chiêu dương nhịp tim hụt một nhịp nhường đường ngươi vào đi, nói xong, nàng liền đi cho Bùi Huyên đổ nước, Bùi Huyên nhìn qua nàng, nhịp tim dần dần bình phục lại, uống nước, Bùi Huyên vẫn là không có bỏ được đem ánh mắt thu hồi lại, nhìn chầm chầm vào chiêu dương, trên mặt ta có đồ vật sao? Ngươi vì sao dạng này nhìn ta? Chiêu dương nhịn không được mở miệng, từng, có đẹp mắt. Bùi huyên vẽ mặt thành thật, để ta làm sao đều nhìn không ngán, chiêu dương dứt khoát không tiếp lời. Bùi Huyên ảo não mình lỗ mãn, mỗi lần thấy trưởng công chúa, hắn luôn luôn khó mà khống chế chính mình, ngươi nếu không trước nghỉ ngơi. Một lát sau, Chiêu Dương hỏi hắn, treo thưởng hoàn thành không có. Bùi Huyên lại dời đi đề tài, từng, đủ. Chiêu Dương nói, dừng một chút, nàng nhìn xem Bùi Huyên, đoan đoan chính chính đi một cái lễ, Bùi Huyên, cảm ơn ngươi, Bùi Huyên vội vàng lên, đỡ lấy Chiêu Dương, chân chân, ngươi không muốn như vậy, đây là ta thân là tướng lĩnh phải làm, cũng là ta muốn vì ngươi làm, ta biết, chúng ta đi qua bên kia đi, Úc chân chân bộ dáng rất tốt, nhưng đây không phải là hắn trưởng công chúa, hắn vô cùng hy vọng hắn trưởng công chúa sống tới, cùng Úc chân chân ai về chỗ nấy, chương 214, ai về chỗ nấy, chiêu dương đứng tại thân thể của mình trước, nàng hối đoái phục sinh trận pháp. Hệ thống rất nhanh liền tại trong hầm băng đen trận pháp thiết tốt, bùi huyên thả ra út chân chân hồn phách út chân chân hồn phách đã gần như trong suốt có chút cái gì va chạm sợ là liền phải tản mất chiêu dương lại hối đoái chữa trị út chân chân hồn phách đang dược để út chân chân hồn phách ngưng thực lên út chân chân hồn phách chữa trị tốt về sau sợ hãi nhìn trước mắt thân thể của mình ngươi ngươi tại sao phải cướp ta thân thể chân chân ta là chiêu dương trưởng công chúa đoạt thân thể ngươi không phải ta chẳng qua ngươi đừng sợ một lát sau ngươi liền có thể trở lại thân thể ngươi đi, chiêu dương trưởng công chúa. Là chiến tử sa trường chiêu dương trưởng công chúa sao, ừm, là ta, ô ô ô, trưởng công chúa cứu ta, ta bị cô hồn giả quỷ đoạt thân thể, rốt cuộc không thể quay về, chỉ có thể nhìn cái kia cô hồn giả quỷ lãng phí người nhà của ta, lãng phí ta, ô ô ô, út chân chân lập tức quỷ khuất khóc lên, nàng bị người chiếm thân thể về sau, nàng rất sợ hãi thế nhưng là cha mẹ cũng không biết nữ nhi của bọn hắn đã biến thành người khác mỗi ngày nhìn xem người kia làm yêu tổn thương nàng chí thân nàng rất muốn nói cho bọn hắn thế nhưng là nàng nói không ra lời cũng bị nhốt ra không được thậm chí còn có cái thanh âm uy hiếp nàng muốn ăn rơi nàng chiêu dương muốn ôm lấy cái này đã từng vô ưu vô lự thiếu nữ nhưng kia là cái hồn thể nàng ôm không ngừng chân chân ngoan đừng khóc ngươi đứng ở bên này ta sẽ đem thân thể còn cho ngươi Chiêu Dương chỉ có thể cứng nhắc hống người, dẫn Úc Chân Chân đứng ở chỉ định trận pháp vị trí. Úc Chân Chân ngậm lấy ngâm nước mắt, ngoan ngoãn đi theo Chiêu Dương đi. Chiêu Dương cũng trở lại vị trí của nàng đi. Trận pháp bên ngoài Bùi Huyên khẩn trương nắm bắt tay áo, chỉ hận không thể thay Chiêu Dương tiếp nhận hết thảy. Hệ thống khởi động trận pháp, bạch quan chói mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, nháy mắt đem Chiêu Dương, Chiêu Dương thân thể cùng Úc Chân Chân hồn thể bao phủ lại, ngập đầu đau nhức ý cuốn tới giống như là muốn đem chiêu dương hồn phách xé rách đồng dạng chiêu dương hồn phách từ út chân chân thân thể rút ra ra tới nháy mắt chụp lên thân thể của mình nàng mất đi ý thức trước nháy mắt nhìn thấy út chân chân hồn phách cũng trở lại trong thân thể của nàng chiêu dương tỉnh lại lúc bên ngoài sắc trời đã sáng rõ nàng vô ý thức nâng lên mình tay nhìn lòng bàn tay phải chết xuống dưới viên kia nốt ruồi quen thuộc như thế đây là chính nàng thân thể chiêu dương bỗng nhiên ngồi dậy So với tại Úc chân chân trong thân thể lúc này sẽ nàng vô luận là phản ứng vẫn là giác quan đều nhạy cảm rất nhiều, cùng lúc đó, cửa bị đẩy ra, Bùi Huyên bưng một bát nóng hôi hổi cháo tiến đến, bốn mắt nhìn nhau, Bùi Huyên mắt phản phất có ánh sáng, để Chiêu Dương hai mắt tỏa sáng, đói bụng không? Ăn trước ít đồ. Giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng, Bùi Huyên thẳng bưng cháo tới, nhân lúc còn nóng ăn, Úc gia tiểu cô nương kia đâu? chiêu dương nhận lấy hỏi út chân chân tại một cái khác viện tử này sẽ ngay tại khóc nhè đâu khóc nhè ừm, đại khái là vui đến phát khóc đi công chúa ăn trước đồ vật một hồi lại đi nhìn nàng được chiêu dương yên lặng ăn cháo không có phát ra một điểm thanh âm bùi huyên sáng trực ánh mắt một mực khóa chặt nàng không thả giống như là muốn đưa nàng xem thấu đồng dạng chiêu dương nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn tử quân ngươi còn như vậy nhìn ta ta liền ăn không trôi. Nếu là đổi thành người khác, Chiêu Dương có thể làm hắn không tồn tại. Nhưng cái này người là Bùi Huyên liền không giống. Chiêu Dương khoảng thời gian này nghĩ tới rất nhiều. Nàng cùng Bùi Huyên ở giữa có lẽ cũng không phải là nàng trước kia coi là đối thủ một mất một còn. Trong kinh thành ăn chơi thiếu gia nhiều đi, Thái Hoàng Thái Hậu mẫu tộc người bên kia ỷ vào Thái Hoàng Thái Hậu đắc thế không ít khi dễ bọn hắn tỷ đệ. Nhưng nàng cho tới bây giờ không có đem bọn hắn bỏ vào xem qua bên trong, càng sẽ không giống nhìn thấy Bùi Huyên như thế liền không nhịn được động khẩu động thủ. Chương 215, trưởng công chúa làm cho đau lòng người, Bùi Huyên đối nàng mà nói, là không giống bình thường, mà trải qua khoảng thời gian này ở chung, Chiêu Dương đã ẩn ẩn phát giác mình tâm tư, có lẽ tại thủa thiếu thời một ngày nào đó, Bùi Huyên sớm đã tiến vào nàng trong tim, chỉ là trong lòng nàng một mực chỉ muốn làm sao bảo trụ mình cùng đệ đệ, nàng không cách nào phân thần trừ cái đó ra sự tình, liền cảm giác chán ghét bực bội, đến mức cho là mình chán ghét Bùi Huyên. Tốt, thần không nhìn. Bùi Huyên nhìn thấy Chiêu Dương trên mặt không dễ dàng phát giác đỏ ửng, sinh lòng yêu thích, thu hồi ánh mắt. Chiêu Dương thuần thục lấy ra tại biên quan lúc ăn cơm tốc độ, đem chén kia cháo uống xong. Sau đó, cùng Bùi Huyên cùng đi xem út chân chân. Út chân chân quả nhiên còn tại khóc. Chiêu Dương thở dài, mặc dù út gia không có tiền, nhưng là út chân chân là bị người nhà nuông chiều lấy chu tiểu lệ đoạt thân thể của nàng đôi khi nàng đến nói là thiên băng địa liệt sự tình chân chân chiêu dương đi vào khóc đến rất chìm đắm út chân chân trước mặt gọi nàng một tiếng bùi huyên đứng tại cách đó không xa tuyệt không tiến lên út chân chân nghe tiếng ngẩng đầu đầu tiên là ngơ ngác nhìn xem chiêu dương hồi lâu sau đó đột nhiên bổ nhào vào chiêu dương trong ngực trưởng công chúa ô ô ô ngươi thật quá khổ ô ô ô vì cái gì công chúa sẽ trôi qua đắng như vậy chiêu dương sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại út chân chân đây là có trí nhớ của nàng nàng khóc là bởi vì nàng gặp phải ô ô ô trưởng công chúa lão yêu bà quá xấu nàng sao có thể đối ngươi như vậy nhiều người như vậy tướng sĩ cứ như vậy chết tại biên quan ô ô ô trưởng công chúa ta thật là khó chịu a à? út chân chân để chiêu dương vành mắt đỏ lên một cái tiểu cô nương đều biết nàng khổ nhưng những cái kia ngồi tại triều đình phía trên bách quan lại mặt dày vô sĩ buộc nàng xuất chinh giết địch, thậm chí đoạn mất nàng lương thảo cùng chi viện, để nàng kém chút chết không có chỗ chôn, đều đi qua, đừng khóc. Chiêu dương vỗ khóc đến kém chút cổng qua tức giận đến tiểu cô nương, nhẹ nhàng dụ dỗ nói, chúng ta muốn đi lên phía trước, chỉ có thật tốt còn sống, mới không phụ những cái kia cho chúng ta mà chết người. Úc chân chân khóc hồi lâu, khóc đến con mắt sưng thành quả đào, lúc này mới ngừng lại chiêu dương thở dài ngươi là làm bằng nước sao làm sao như vậy có thế khóc ta khống chế không nổi mình chỉ cần trong đầu một toát ra công chúa quá khứ ta liền thật là khó chịu nước mắt liền ào ào rơi xuống út chân chân tâm lấy cuốn họng công chúa ngươi sẽ vì những cái kia chết đi người báo thù sao sẽ từng công chúa nhất định có thể công chúa yên tâm ta út chân chân phát thệ tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói ra, vì cái gì, ta không thể lên trận giết địch, cha mẹ nhưng cũng dạy qua ta, không thể vong ân phụ nghĩa, nếu không phải công chúa, đại tấn liền phải bị Tây Ngụy thiết kỵ sang bằng, chúng ta đều muốn trở thành Tây Ngụy nô lệ, Úc chân chân nhìn qua chiêu dương, một mặt trịnh trọng, nàng có chiêu dương ký ức, tất nhiên là biết rất nhiều chuyện, có điều, đối với liên quan tới hệ thống, lại là bị hệ thống biến mất. Úc chân chân tưởng rằng bùi huyên lợi hại, để các nàng linh hồn riêng phần mình trở về vị trí cũ. Cám ơn ngươi. Chiêu Dương chân thành nói, chân chân, về sau ta cũng sẽ che chở ngươi. Úc chân chân có chút xấu hổ, ta tại công chúa kia đạt được thật nhiều đồ vật, về sau chính ta cũng có thể qua tốt, công chúa về sau chỉ cần thật tốt là được. Chiêu Dương sờ sờ tiểu cô nương đầu, làm sao lại ngoan như vậy đâu. Úc chân chân cẩn thận từng ly từng tí nhìn bùi huyên liếc mắt, thấp giọng hỏi Chiêu Dương, công chúa, đại tướng quân như thế thích ngươi, ngươi sẽ gả cho hắn a. À. ngươi rõ ràng cũng thích đại tướng quân nha, về sau ta có phải là muốn hô sư nương của ngươi, chiêu dương, chiêu dương, chiêu dương chạy, chương 216, đây là ta vị hôn thê, úc chân chân trợn mắt hốc mồm, sau một lát, nàng sợ hãi nhìn về phía bùi huyên, ta, ta còn có thế gọi ngươi sư phụ sao? Ta, ta không phải cố ý khí chạy công chúa. Ta, nói đến phần sau út chân chân cúi đầu xuống cũng không dám lại nói tiếp bùi huyên lại bật cười không sao về sau ta vẫn là sư phụ ngươi công chúa nàng đại khái là vừa mới tỉnh lại quen thuộc muốn luyện một chút quyền pháp thương pháp cái gì không phải bị ngươi khí chạy vậy sau này ta vẫn là ngươi đồ đệ sao vẫn là nếu như út chân chân không biết đủ vọng tưởng không thứ thuộc về nàng bùi huyên sẽ không lưu nàng tính mạng nhưng dưới mắt xem xét là hắn lo ngại Úc chân chân có được một viên trí thuần trí thiện xích tử chi tâm, như thế nào lại có loại kia bẩn thiểu ý nghĩ, là hắn quen thuộc dùng hiểm ác đi ước đoán tất cả mọi người tính, vậy ta có thể hay không không học viết chữ, không luyện võ sao? Thật là khó, ta không muốn học, Úc chân chân nhỏ giọng nói, liền cùng học sinh thấy phu tử, mang theo thiên nhiên kính sợ, bùi huyên mặt mày mỉm cười, nói ra lại lãnh khóc vô tình, không được, Úc chân chân khuôn mặt nhỏ sụ xuống hộ quốc đại tướng quân đồ đệ sao có thể không còn gì khác, ngươi về sau thật tốt học đồ vật, không phải, chờ ta cùng công chúa từ kinh thành trở về phát hiện ngươi không có chút nào tiến bộ, liền ném ngươi đi quân doanh bị phạt, út chân chân co rúng lại một chút, nàng rất rõ ràng quân doanh sinh hoạt có bao nhiêu khổ, a à, tốt. Út chân chân biểu môi, chỉ có thể đồng ý, chiêu dương ra ngoài không bao lâu lại trở về, hừng đông. Nếu là Úc gia phát hiện chân chân không gặp, chắc chắn nóng nảy chúng ta bây giờ trở về đi được chân chân tới cút chân chân con ngươi sáng lóng lánh chạy chậm đến chiêu dương trước mặt trở về về sau liền nói tối hôm qua bị người cướp đi vừa vặn đụng phải sư phụ ngươi trở về đưa ngươi cứu lại từng công chúa ta biết không cần gọi ta công chúa sư nương cút chân chân không đợi chiêu dương nói xong cũng trực tiếp đổi giọng chiêu dương một chút liền đỏ mặt sư nương tốt bùi huyên cảm thấy sư nương hai chữ đại khái là bây giờ thế gian nhất nghe tốt hai chữ đương nhiên hắn thích nhất vẫn là nương tử có điều còn cần cố gắng một chút chiêu dương không có tiếp út chân chân chỉ nói nói ta đưa ngươi về ngưu đầu thôn về sau liền muốn hồi kinh chờ kinh thành sự tình ta lại đến bên này được út chân chân gật đầu ba người cùng nhau đi ra khỏi viện tử bùi huyên thân binh nhìn thấy chiêu dương một nháy mắt kia đều trọn tròn mắt sau một khắc toàn bộ quỳ xuống bái kiến trưởng công chúa đây là bọn hắn đại tấn kiêu ngạo có chết cũng vinh dự nữ anh hùng thế tử rốt cục đem trưởng công chúa cứu sống chư vị không cần đa lễ đứng lên đi chiêu dương khí thế biến đổi thành cái kia thống lĩnh thiên quân vạn mã trưởng công chúa út chân chân nhìn xem dạng này chiêu dương đều thành ngôi sao mắt trưởng công chúa thật thật là lợi hại a à. bùi huyên đưa tới tâm phúc hà đạt không ít chỉ lệnh Lúc này mới cùng Chiêu Dương Út Chân Chân cùng một chỗ về Ngưu Đầu thôn. Ngưu Đầu thôn ngay tại vì tìm Út Chân Chân mà loạn thành một bầy. Út Chân Chân cầm Chiêu Dương cho lấy cớ giải thích một phen, cuối cùng là đem sự tình lật bản. Út gia người không biết Chiêu Dương, Chiêu Dương lại đối bọn hắn rất quen thuộc. Bùi Huyên hướng bọn hắn giới thiệu, đây là vị hôn thê của ta A Dương. Chiêu Dương nghĩ phủ nhận, nhưng nhìn đến Út lão thái thái mặt mày hớn hở dáng vẻ, lời ra đến khóe miệng lại nuốt xuống lão thái thái một mực lo lắng út chân chân thích bùi huyên, bây giờ bùi huyên đem vị hôn thê đưa đến trước mặt nàng, nàng tất nhiên là vô cùng vui vẻ. Chiêu dương cùng bùi huyên tại Úc gia ở hai ngày, bùi huyên lấy trong nhà còn có việc gấp làm lý do, mang theo chiêu dương đạp lên trở về kinh đường xá, chương 217, rốt cục báo thù, đại kết cục, bùi huyên trước thời gian sắp xếp người rải chiêu dương không có chết tin tức, cái này khiến trên triều đình hạ lo sợ bất an, nhất là những cái kia tham dự hại chết Chiêu Dương người, nhưng mà, chờ Thái Hoàng Thái hậu phái người đi truy tra lúc, Chiêu Dương đã trở lại kinh thành. Nàng nhìn thấy cái kia bị mình nâng lên đế vị, nhận hết kiềm chế đệ đệ Vĩnh An đế. Vĩnh An đế nhìn thấy Chiêu Dương, ông lấy nàng nghẹn ngào khóc trống. Bùi Huyên tại chinh chiến Tây Ngụy những năm này, một mực để người trong bóng tối điều tra Thái Hoàng Thái hậu giết hại Chiêu Dương chứng cứ, bây giờ đều đem những chứng cứ này giao cho Chiêu Dương tại ba ngày sau lớn triều hội chiêu dương một thân nhung trang dẫn theo trường kiếm bước vào kim loan điện văn võ bá quan chấn kinh chiêu dương trưởng công chúa không phải đã chết rồi sao vì sao lại chết rồi sống lại nhưng mà chiêu dương không phải để giải thích nàng vì cái gì còn sống mà là đem thái hoàng thái hậu đảng phái vì tranh quyền đoạt thế giới hại trung lương hại lộc minh quan tướng sĩ chứng cứ phạm tội ném ở văn võ bá quan trước mặt niệm đến một cái tên chiêu dương trường kiếm liền chặt một người đầu chờ chứng cứ phạm tội đọc xong, trên kim loan điện đã máu chảy thành sông. Những đại thần này lúc nào gặp qua như vậy thảm thiết hình tượng, một chút nhát gan, tại chỗ sợ vỡ mật, hôn mê bất tỉnh, nguyên bản còn có người phản kháng, nhưng mà bùi huyên xuất lĩnh tinh nhuệ, đem toàn bộ hoàn thành đều vây quanh khống chế lại, ai cũng điều động không được cấm vệ. Thái hoàng thái hậu tóc tai bù xù bị mang tại trên kim loan điện, nàng mắng to chiêu dương bất hiếu, mệnh lệnh vĩnh an đế giết chiêu dương. Chiêu Dương rút kiếm từng bước một đi đến Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt, mười vạn tướng sĩ, tại biên quan ném đầu lâu vẫy nhiệt huyết, ngươi lại vì quyền thế, để bọn hắn tất cả đều chết tại Lộc Minh Quang. Thái Hoàng Thái Hậu, ngươi làm đại tấn tôn quý nhất nữ tử, nửa đêm tỉnh mộng, nhưng từng bị những cái kia vô tội chết thảm anh linh gõ cửa chất vấn ngươi vì sao muốn hại chết bọn hắn. Chiêu Dương, ngươi đại nghịch bất đạo, vậy mà như thế đối ngươi tổ mẫu các ngươi những đại thần này đều mù sao, chiêu dương đây là tạo phản, tranh thủ thời gian cầm xuống trảm lập quyết, thái hoàng thái hậu sợ đến vỡ mật trống giận, chiêu dương cười ha ha, tiếng cười vang vọng kim loan điện, thái hoàng thái hậu hoảng sợ lui lại, chiêu dương cười đủ về sau, kiếm chỉ thái hoàng thái hậu, ngươi biết không, ta nhìn những cái kia tướng sĩ từng cái đổ vào trước mặt ta thời điểm, ta liền âm thầm thề, nếu như một ngày kia ta trở lại kinh thành ta nhất định phải bắt các ngươi đầu lâu tế điện bọn hắn vừa mới nói xong chiêu dương huy kiếm mà ra thái hoàng thái hậu đầu rơi xuống đất nhanh như chớp lăng lăng ầm thân thể của nàng đổ xuống cái tai họa này đại tấn nhiều năm nữ nhân rốt cục chết rồi nhưng mà đại thần ai dám nói một chữ không chiêu dương tại lớn triều hội bên trên đại khai sát giới kim loan điện bên ngoài là sát khí lẫm liệt bùi gia quân thái hoàng thái hậu vừa chết Vĩnh An đế liền đối với thiên hạ công bố Thái hoàng thái hậu chứng cứ phạm tội, tuyên bố Thái hoàng thái hậu là sợ tội tự sát. Ở đây chứng kiến trận này đồ sát bách quan, đối với cái này giữ kín như bưng, ai cũng không dám nhiều lời một chữ. Chiêu Dương mạnh mẽ vang dội thanh lý triều đình, đề bạc rất nhiều người có kiến thức để Vĩnh An đế triệt để nắm giữ đại quyền. Xử lý xong những cái này về sau, Chiêu Dương mang theo Thái hoàng thái hậu những người kia đầu lâu đi lộc minh quang tế điện những cái kia chết đi anh Linh. Hệ thống nói cho Chiêu Dương, những người kia, đều tại nàng khai sáng trong sách thế giới sống tiếp được đi, thẳng đến thọ hết chết già. Vĩnh Yên 15 năm, Chiêu Dương trưởng công chúa gả cho hộ quốc đại tướng quân Bùi Huyên, năm sau sinh hạ một tử. Vĩnh Yên 18 năm, Chiêu Dương trưởng công chúa cùng Bùi Huyên lĩnh mệnh xuất chinh Bắc Cương. Vĩnh Yên 22 năm, Bình Định Bắc Cương chi loạn. Vĩnh Yên 23 năm, Chiêu Dương trưởng công chúa sinh hạ một đôi song sinh nữ, Vĩnh Yên 30 năm, Chiêu Dương trưởng công chúa cùng Bùi Huyên lại lần nữa xuôi nam chinh chiến, đem Nam Hoang đặt vào đại tấn cương vực, Vĩnh Yên 31 năm, Chiêu Dương trưởng công chúa cùng Bùi Huyên khải hoàng hồi triều, cự tuyệt Vĩnh An đế giữ lại, triệt để đem binh quyền nộp ra, Vĩnh Yên 45 năm, Chiêu Dương trưởng công chúa bệnh nặng, Bùi Huyên ôm lấy Chiêu Dương, nước mắt đã mơ hồ ánh mắt, Chiêu Dương, Tử Quân ta cả đời này là ngươi cầu đến sống tới ngày nay ta rất là cảm kích trời xanh nếu như còn có đời sau ta sẽ không lại để ngươi một mực đau khổ truy tìm ta không cần nói uống thuốc trước đã uống thuốc liền không sao tử quân xin lỗi ta không thể lại cùng ngươi chiêu dương cầm thật chặt bùi huyên tay bọn hắn đều lão hệ thống sớm tại nàng giết thái hoàng thái hậu lúc liền đã cởi trói về sau nàng cùng người bình thường không khác sẽ thụ thương sẽ xảy ra bệnh mấy năm liên tục chinh chiến lưu lại chấn thương đã sớm tại nàng từ nam hoang khi trở về liền đánh thân thể của nàng những năm này tỉ mỉ điều dưỡng sống lâu mười mấy năm chiêu dương nhìn qua bùi huyên nàng tốt không nở a à. thế nhưng là bùi huyên vẫn là tại nàng trong tầm mắt dần dần mơ hồ cầm bùi huyên tay cũng rủ xuống nương sư nương giường bên ngoài trông coi nhi nữ cùng út chân chân gào khóc chiêu dương chết bệnh cả nước thống khổ bùi huyên lại rất tỉnh táo tự mình món ăn chiêu dương hậu sự. Hai tháng sau, Bùi Huyên trong giấc mộng cũng cùng thế dài từ, đuổi theo chiêu dương đi. Vĩnh An đế đem bọn hắn hợp tán, cho bọn hắn tu lăng mộ. Hậu thế nói lên chiêu dương trưởng công chúa cùng phò mã Bùi Huyên, trừ bọn hắn chói lọi thiên cổ chiến công, còn có làm người xưng đạo tình yêu. Đề cử họa lâu làm ruộng sách mới, thủ phụ nhà điền viên hãng thê, ngọc sủng không ngược, nữ cường, giới thiệu vắng tắt, triệu sở sở sống lại trở lại tận thế trước, không gian vừa động đầy vật tư, liền bị không trung vòng cung đập chết, xuyên thành một cái không biết tên triều đại tiểu thôn cô, bắt đầu xử lý sống lại thổ dân, bình ôn dịch, một lần hoàn thành thần y thành tựu, cực phẩm nhảy nhót, nắm đấm chính là đạo lý quyết định, ngược phải cặn bã kêu cha gọi mẹ xin tha mạng, cao sản lượng lúa nước, khoai tây, khoai lang. Toàn diện xuất từ tay nàng, bạc càng kiếm càng nhiều, tất cả mọi người ngóng trong nàng cùng nhỏ tú tài ly hôn trong mong a à, trong mong a à, bé con xuất sinh nhỏ tú tài trúng trạng nguyên một đường bước thanh vân trở thành thủ phụ đại nhân đám người lại chờ lấy nhìn thủ phụ đại nhân lúc nào đừng nghèo hèn vợ chờ a à, chờ a à, đợi đến bọn hắn bạch đầu giai lão một đời một thế một đôi người thật có lỗi đến chậm kết cục một mực ý đồ nhặt lên lật qua lật lại nhìn rất nhiều lần đại cương cùng tiền văn cũng không viết ra được cuối cùng quyết định dạng này viết một cái kết cục họa lâu hố họa lâu trước chửi mình mặc dù làm bạn quyển sách này tiểu khả ái hẳn là đã sớm vứt bỏ văn nhưng vẫn là muốn nói với các ngươi một tiếng tạ ơn tấu chương xong